Sisaksan Adinadana Vermanisikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự trộm cắp. Kamesumichachara Vermanisikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramanisika Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Machapamadathana Veramanisika Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pañcasika badani sa thukang katuanga pamade nanichakalang samarakshitabang. Giờ Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra ngoài giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan tê và xin vâng. Sile na sugatin yanti sile na phu các tâm bậc đại sile na ne putin yanti tasmai silang vi so tha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú sa thú lành thay, con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varu tamang Bute yo khalito do so butho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vì trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man chadui thang varang tham mê yo khalito do so tham mô khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang chadui tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Người hằng mong an tịnh nên tu thiện pháp lành, có khả năng chấp pháp hiền hòa không kiêu mạn. Sanh tu sát vô cha su bà rô cha âm bà kê chô cha sa la hô ca vô thị sanh tinh rí vô cha ni bà cô cha âm bà gà phô phú lê su an an nu vi thô. Sống dễ dàng, tri túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm. Na cha khu đăng sa ma cha rê kinh chì về na uyên nhu pa rê ngu pa wa đầy dung su kỳ nô wa kê mi nô hôn tu sầm bê san ta pa quanh tu su kỳ tát tam. Không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thanh bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc.
Về kê thứ ba na phu tam thì ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di ca wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ca ngan lu ca thu la. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, đồng từ không phân biệt. Địch tha wa ye wa địch tha ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pha ve si wa sam be san ta pha wan to su ki ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Na bồ rô ba răng mê cô bê thái nhà tư manh nhê thật cảnh thất trị năng tình thiết gia rô sá na bà đi gật tận nhà năng nhà mạnh nhà sá đục khá mê chay dạ. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi oán tưởng. Ma ta yết tha ni yang bồ tăng a yu sa e ka bồ tát ma nu ra se e vam vi sam pa phu te su ma na sang pa wa ye a pa ri ma lang. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Mê tân chất sọc bà lô ca sminh ma nó xâm pha vật dễ a pa ri ma năng u đăng a thô cha tử dân cha xâm ba răng a quê răng a sa ba tăng. Bi gieo cùng khóc cả thế gian khổ hải, trên dư là quanh mình không hẹp hòi oan trái, không giận hờn oán thù. Ti thành cha răng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mi tu e tang sa tin a thi thay ya pram ma me tang vi ha răng ni tham ma hu. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh dưới niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh phẩm hạnh chính là đây. Đi thình cha nu bà gom ma si la wa da sa ne na tam ban no ka me su vi nay ya ghe thang la hi cha tu gom pha se yang pu na re. Ti ti hai sở ly kiên thủ có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh ti viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Ko wa tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa de wa ta sa pa bu da. Nục hà huệ na sa đa so thi phu văn tu te phu văn tu sa pa mang ga lăng ra khan tu sa pa đề hoa ta sa pa thâm mai. Nục hà huệ na sa đa so thi phu văn tu te phu văn tu sa pa mang ga lăng răng khan tu sa pa đề hoa ta sa pa sang ca hai. Nục hà huệ na sa đa so thi Phật văn tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thu sa thu lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la ka mang ka ta bằng kiriyang mamaka yena vacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye chasata asanino katang punya palang mai hang sape phagi vawan tute ye tang katang suviditang dinang punya palang maya ye Chattatana cha nanti dewa gantua niwe dayung Sape lo kam hiye sata jiwanta harahe tuka Manunyang fo chanang sape lafan tumamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đau lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian, do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng.
với tâm hoan hỷ. Y đăng nô nhà ti năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Y đăng vá ta mê bù nhàn a sa vá kha vô vá hăng hô tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài Lễ Tâm Từ. Sabbe puratimaya disaya satta averagi hontu. Sabbe puratimaya anudisaya satta averasukhi hontu. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe dakhina anudisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe pacimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe utaraya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe utaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu. Nidukha hontu apyapaccha hontu. Anicca hontu dikha yukha hontu. Aroga hontu sampatti hisamicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta janit dukha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn. Hãy cho được thành tựu đầy đủ giữ mình, cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Và bây giờ cũng đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Trước tiên, kính lễ Di Tôn Thiền Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào quý Linh Ngộ, Sư Nhất Ta, Sư Nhật Quỳnh, Sư Hồng Nhật, Sư Tăng Thu, Sư Như Quang, Sư Diễm Nguyên, Đạo Hữu Năng Chiều, Đạo Hữu Đắc Tì. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt cộng đạo tràng, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đáng cúng dường. Cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ là quần sanh. Quy đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viễn tri đang cúng dường. Cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ là quần sinh.
cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đang cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Tăng A La Hà Đi Cô Na Sang Vô Tăng Bồ Đăng Xê La Sa Nam Ma Mi Tăng Cha Bồ Đăng Hi Mê Hi Sa Ca Rê Hi A Pi Pu Khe Gia Mi. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hành đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ ba chân tông, vô thượng sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác Thế Tôn trong đời. Tăng xoa khai ta đi có nạch sang vô tăng thông măng xế lạ xa nam ma mi tăng chà thầm măng y mê hi sa ca rê hi a pi pu cha nhà mi pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa chân ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sắc na đại ngộ quát nhân liệu tường, đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần, chỉ nhân tự ngồi nhã chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Tăng sang kha ta di con sang yu tăng sang khang sẽ là sa nam ma mi tăng cha sang khang ni mê hi sa ca rê hi a pi pu che gia mi bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh pháp lưỡi thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn, quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cũng nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm, tỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian ra tận áp thế giá sa quanh đà mi. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Còn tán dương ân đức tam bảo để lòng. Bây giờ chúng ta vào sinh hoạt. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tuần, ngày thứ hai, và chúng ta đã hoạch định ra một cái chương trình trong tuần này. Chúng ta sinh hoạt những cái gì đối với Phật pháp, và những cái gì xuất hiện trước mắt của chúng ta thì chúng ta phải tùy thuận nó để thích nghi với cuộc sống, gọi là tùy duyên thuận pháp. Vậy thì đối với Phật giáo, nhất là Phật giáo Nam truyền của chúng ta, hiện nay là cái mùa đại lễ dân y Kakina trong vòng một tháng. Chỉ có một tháng thôi, cho nên mới có cái từ Kakina là đại lễ dân y. Và quý vị đã từng tham dự chùa này chùa kia, tức là từ ngày 16 cho đến hôm nay là ngày 23 của Việt Nam, thì quý vị thấy đã một tuần qua có những ngôi chùa tổ chức lễ dân y Kakina, và quý vị đã tham gia hoặc là chưa tham gia thì quý vị hiểu Kakina ý nghĩa như thế nào, tại sao có cái từ đại lễ dân y Kakina. Chữ Kakina là chữ từ Pali, nó bao gồm cả hai từ cộng lại, chỉ cá có nghĩa là karana samathaya, có thể là do cái động từ karoti, rồi chữ thina do cái từ thi rằng, thi rằng có nghĩa là lâu dài bền vững, và hai từ hấp lại kathina thì có nghĩa là làm cho lâu dài, làm cho bền vững. Mà cái gì làm cho lâu dài, cái gì làm cho bền vững? Lâu dài bền vững ở đây tức là do người làm, người tạo tác và cái người thọ nhận.
Người tạo tác ở đây tức là thí chủ Lễ Văn Hiền, và người thọ nhận chính là Chư Tăng. Và người tạo tác Lễ Văn Y Cao Rô Tý làm đó thì mồ hôi mắt tạo ra vật chất một cách lương thiện, một cách mà gọi là chánh mạng. Và do cái vấn đề mồ hôi nước mắt làm ăn chân chánh đó, họ ta được cho bộ y, họ tạo ra được tứ sự để rồi họ dâng cúng lên Chư Tăng. Và Chư Tăng là những người thọ nhận thì cũng phải có đầy đủ những chi pháp hợp pháp thì cuộc lễ mới được bền vững lâu dài. Mà bền vững lâu dài giữa cái người cho và người nhận, người cho cái quả nó sẽ đeo đuổi suốt một thời gian dài trong vòng sanh tử luân hồi. Cái người này tạo được cái phước lễ dân y đó thì cái phước đó nó hỗ trợ cho người này trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, luôn luôn được đầy đủ cao sang quyền quý. Rồi nó kéo dài suốt một thời gian, khi nào mà gặp được một vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian thì cơ duyên nó chín mùi, chúng ta sẽ trở thành một cái vị hy phi khu, tức là gặp được một vị toàn giác mà cái quả phước của lễ dân y đã chín mùi thì Đức Phật chỉ cần ê hí phi khu hay lại đây thực hành phạm hạnh để chấm dứt khổ đau, thì cái người đó râu tóc sẽ biến mất và y bát phát sanh do thần thông, giống như một người đã từng xuất gia 100 năm, tức là người cho có được một cái quả báo bền vững lâu dài là như vậy. Còn người thọ nhận cũng thọ nhận được 5 cái quả báo suốt một thời gian là 5 tháng của một vị xuất gia. Thì như vậy chúng ta thấy rằng giữa người cho và người nhận có được một cái quả báo thiết thực, hy hữu. Trên cái từ Katina là cái đại lễ dân y, đại lễ dân y Katina chỉ trong thời gian 1 tháng mà thôi. Và trong thời gian 1 tháng này là nếu mà chúng ta tạo được những cái thiện sự trong cái dịp lễ dân y này thì cái quả phước rất là to lớn. Như Đức Phật đã nói, Sabba Misa Đà Nằng Katina Đà Nằng China Tí, trong tất cả các tài thí thì cái lễ dân y Katina là một tài thí tối thắng nhất. Tức là do vật chất mà chúng ta tạo được trong khi dịp lễ dân y Katina thì cũng quả phước rất là thù thắng. Có chỗ được so sánh thế này là chúng ta hằng ngày xây những cái bảo tháp, xây ngôi chùa mà làm thường xuyên như vậy, nhưng mà làm dù có cao lên tới cõi phạm thiên này nữa, do một cái oai lực, do cái phước báo, do cái vật chất mà chúng ta đầy đủ, chúng ta tạo được như vậy, thường xuyên như vậy, nó cũng không bằng 1/16 của cái lễ dân y mà người đó chỉ làm có một lần thôi. Quý vị thấy ghê không? Hoặc là chúng ta bố thí vàng bạc mà chất cao lên như núi và cao 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 lên tới cõi phạm thiên, những cái vật chất mà tiền bạc đó chúng ta bố thí suốt cả ngày đêm, nó cũng không bằng 1/16 của một người đã từng làm thí chủ lễ dân y. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy trong đại phẩm đã ghi. Và trong cái cuốn mà quả báo dân y Katina do ngài hộ pháp, ngài cho chúng ta thấy những cái điều thiết thực là như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta sinh hoạt tùy duyên đại lễ dân y Katina, quý vị đã từng làm, đã từng tham dự, và những cái gì mắt thấy tai nghe đó là những cái điều mà thiết thực hiện tiền mà chúng ta cần phải thảo luận để cuộc sống của chúng ta
không có bị rầy, sẽ không có thắc mắc tại sao lại bị thế này thế kia. Mình làm phải có một niềm tin, mình có hoan hỷ, và mình hoan hỷ như vậy, có một niềm tin như vậy thì con đường của chúng ta đi chắc chắn rằng không bị trở ngại. Còn nếu mà chúng ta nhắm mắt đưa chân, ai sao tôi vậy, hoặc là thấy những cái chùa to lớn thì mình thấy tham gia, à chùa này có phước này, cho nên ông Phật mới bự này, còn cái chùa kia vô duyên nè, cho nên chùa nghèo nè, ông Phật nhỏ nè. Chúng ta hay có cái khuynh hướng là như vậy. Vậy thì chúng ta phải khẳng định lại niềm tin Phật lớn Phật nhỏ, à chùa lớn chùa to, rồi chùa nghèo chùa giàu, để chúng ta có được một cái niềm tin đối với ba ngôi tam bảo. Và cái thiện sự chúng ta làm, chúng ta biết chắc rằng sẽ được an vui, sẽ có quả báo lớn. Phật mà cũng có Phật giàu nghèo, thế chùa giàu thì bá tánh theo, chùa to Phật lớn thầy đại đức, am nghèo cốc nhỏ đạo leo nheo. Tiền nằm Phật tiền quanh liệt, Phật dưới đồng tiền Phật chết queo. Tưởng đến Phật giàu thương Phật khó, Phật mà cũng có Phật giàu nghèo. Chính trong cái dịp đại lễ dân y này, chúng ta thấy những cái chùa to Phật lớn thì Phật tử nhiều lắm. Ta đi đến đó chụp hình quay phim đưa lên Facebook, hoặc là hãnh diện với chúng bạn. Còn những cái chùa mà nghèo nghèo thôi chê, chùa này không có phước, thôi đi làm cái gì. Vậy thì quan niệm của quý vị trong cái dịp đại lễ dân y Katina, quý vị có ý kiến thế nào? Xin mời bàn tay của quý vị cứ tự nhiên. Hôm nay sinh hoạt tùy duyên mà, cái gì chúng ta mắt thấy tai nghe, chúng ta thắc mắc tại sao chùa này tổ chức vậy, chùa kia tổ chức kia, như vậy là tổ chức tùy hay là theo một cái truyền thống mà Đức Phật cho phép hoặc là không cho phép, chúng ta làm có đúng hay là sai. Rồi xin mời bàn tay của quý vị nha. Sự thắc mắc của quý vị thế nào chúng ta sẽ thảo luận để rồi chúng ta tham gia cái lễ dân y Katina trong sự hoan hỷ. Anumodana. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Chưa thấy ai đưa tay hết. Ôi giá cao, còn sớm quá hay sao, chắc là ngủ thiền hết rồi. Alo. Rồi xích mấy ta xà thủ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Trước hết con kính lễ Ngài Tý Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con mới vừa nghe qua những lời mà Ngài mới vừa nói là cái phước báo thù thắng của cái người làm thí chủ lễ dân y, rồi những cái phước báo mà quý chư tăng đã nhận được đó, thì dầu chưa có làm được gì nhưng mà con nghe thì con hoan hỷ quá. Nhưng mà nhìn lại cái khả năng của mình thì con thấy thì cũng khó, không biết con có thực hiện được hay không cái mong ước của con hay không. Tuổi đời thì con cũng đã cao rồi, con cũng không biết là mình ước ao là năm tới, nhưng mà nếu có làm được mình có còn sống đến năm tới hay không, thì con cũng đặt nhiều câu hỏi, nhiều cái suy nghĩ trong đầu con lắm. Nhưng mà con cũng mới chợt nghĩ là nếu mà có được cái khả năng mà làm thí chủ thì dầu năm tới mà con không có còn sống trên cõi đời này để mà con thực hiện á, thì dẫu sao con cũng có được một cái tác ý, và con cũng sẽ bảo với mấy đứa con của con, nó cũng có thể thực hiện được.
nó thay thế con. Tiền thì con có thể dành dụm để cùng với mấy đứa con để mà làm cái lễ dân y, làm thí chủ lễ di. Con nghĩ là có thể được, nhưng nếu mà con không còn sống được thì con cũng giành lại cái quyền đó, mà con của con nó cũng có thể thay thế cho con được. Thì về cái điểm đó, nhưng về hoàn cảnh của gia đình con thì nó cũng hơi khó, là con không còn ai ở bên Việt Nam mà để mà thay thế cho con hết. Bà con thì còn có mấy đứa cháu, kêu bằng cậu, bằng chú hoặc ông bà. Còn bên con thì mấy đứa em, thì có đứa em nó là có hai đứa em, mà một đứa em nó là mục sư của đạo Tin Lành, thành ra là không có tham dự gì được và không có giúp gì được cho gia đình con. Và còn đứa em nữa thì nó không biết đạo gì hết, thì coi như là không có ai hết. Thì con thấy là như ngài nói hồi nãy đó, là làm thí chủ một cái lễ dân y Kathina thì thấy là công việc nó cũng nhiều quá, bề bộn quá, mà gia đình con thì không có ở bên đó. Thành thử ra con, nếu mà con nghĩ nếu mà có về làm được á, thì chắc cũng phải về trước một tuần lễ. Như ngài nói là phải tổ chức cái này, phải làm cái kia, rồi nó bận rộn nhiều thứ. Thì con nghĩ không biết là gia đình con có thực hiện được hay không. Và như năm nay con thấy gia đình của cô Thi Lâm á, thì làm thí chủ ở chùa Siêu Lý quận 6, thì gia đình cô hình như là không có về, mà có nhờ sư cô ở chùa Như Pháp Vĩnh Long làm đại diện. Và con thấy là như thì như vậy, nếu mà gia đình con không có về được thì con có thể nhờ một người nào đó làm đại diện thế, thì chắc cũng có được. Như vậy thì con cũng có câu hỏi với ngài là nếu con nhờ một Phật tử nào đã từng vào room này, hoặc là một Phật tử nào đó mà mấy con của con để nó chọn lựa, thì có thể là nhờ người ta làm đại diện được hay không. Và con thấy như cô Thi Lâm thì được, thì chắc là nếu mà gia đình con mà không về được thì cũng có thể nhờ một người đại diện. Nhưng con nghĩ tới đó thì con tiếc là mình làm được mà mình không về tự tay mình làm. Tự mình làm thì rất là uổng. Cũng như con nghe ngài Liễu Tông cũng đã từng nói là tự tay mình làm thì cái phước báo nó nhiều hơn là mình không có mặt. Thì con cũng nhiều câu hỏi lăn xăn ở trong đầu, thì con cũng chưa biết là như thế nào, thì con cũng chưa hội ý với mấy đứa con, thành ra con cũng có những cái câu hỏi và lung tung ở trong đầu như vậy thôi. Thì con, cái ước nguyện của con á, là con mong ước lắm là trong đời con thì muộn lắm rồi, nhưng mà con cũng mong ước là có một lần được làm thí chủ lễ dân y. Và thôi thì con chỉ mới có cái ý kiến như vậy thôi. Bây giờ con xin nhường mic lại cho người khác đó. Sa thú Thích Mệt Ta mới đến cái room Phật giáo Nam Truyền này không bao lâu, nhưng mà niềm tin của Thích Mệt Ta rất là
dũng mãnh, đã từng đi tham dự các cái cuộc lễ dân y, các cái chùa của nước ngoài và hoan hỷ với đại lễ dân y. Và Shimeta có ý định muốn làm thí chủ lễ dân y, giống như Sika Thi Long, mặc dù không về Việt Nam được, và nhờ người đại diện thì cuộc lễ có thành tựu hay không. Thì quý vị biết rằng chính trong cái room của chúng ta, bà tu nữ Thammasari, một người cũng đã lớn tuổi, có thể là bằng hoặc lớn tuổi hơn Shimeta nhiều, nhưng mà năm nào cũng làm thí chủ lễ dân y chùa này chùa kia, không về được Việt Nam, nhưng mà nhờ những người khác đứng ra đại diện. Ví dụ tại chùa Ngọc Đạt này thì Sik Ai Minh đã đại diện cho bà tu nữ Thammasari, vẫn tổ chức cuộc lễ thành tựu. Cái quan trọng ở đây trong cái vấn đề chúng ta tạo thiện sự là cái gì? Có phải chăng Chetana Hằng Phi Cầu Quê Cầm Mòn Quá Đà Mỹ, cái tác ý của chúng ta, cái sở hữu tư của chúng ta là quan trọng. Giờ có cái tâm ý chúng ta hướng về cái việc lễ đó, và chúng ta không có mặt nhưng một cuộc lễ vẫn thành tựu, chúng ta vẫn theo dõi trên cái sự sinh hoạt, cuộc lễ diễn tiến như thế nào, để rồi chúng ta cũng hoan hỷ theo cái cuộc lễ đó. Cũng giống như chính chúng ta đã xuất hiện trong cuộc lễ. Hãy đừng nghĩ rằng mình làm lễ mà không có mặt mình là cuộc lễ không thành tựu. Mình đã chu toàn thì cái người đại diện đó họ sẽ đứng ra hậu lo. Hoặc là ví dụ như cái cuộc lễ ở chùa Xá Lợi ngày hôm qua, quý vị biết rằng chúng tôi giao tất cả tịnh tài cho Hòa Thượng Thiện Nhân, và sự sắp xếp đúng theo cái lịch trình, cái vị trí của chùa Xá Lợi mà hàng năm tổ chức như thế nào thì cái vị trụ trì đó nắm rõ tất cả, và với cái số tịnh tài đó thì ngài sẽ tổ chức cuộc lễ, thiếu là đủ thì báo lại cho thí chủ. Ngài Thiện Nhân đứng ra lo, và chúng tôi chỉ đến tham dự, tính cách là cho có mặt. Nhưng mà có mặt để làm cái gì? Không phải là đội y rồi đội bác đi nhiễu Phật, rồi coi như là phải vỗ ngực xuyên tên tôi là thí chủ, phải thế này phải thế kia. Mà thật sự ra 2010, chúng tôi cùng với Thượng tọa Hải Chủ Âm, Thượng tọa Quán Không và thêm 4 vị khác nữa, thì đã xin với Ngài Thiện Nhân, tức là 9 năm trời, và ngày hôm qua mới được thể hiện. Và khi mà đến lo cho cuộc lễ thì chúng tôi lo từ trên tới dưới, tức là coi như đi quan sát tất cả. Và khi đội y để đi nhiễu Phật hoặc là dâng lên cái này cái kia đối với chư tăng thì không phải chính bản thân của mình là, mà thật sự ra với một cái tâm mà tế độ cho những người khác, những người có hữu công đối với chùa, chúng tôi nhường lại cho anh Hiệu, Trần Công Hiệu, tức là cháu của Ngài Pháp Lạc, tức là đại diện cho chúng tôi để đội y bác hoặc là tứ sự đồ này kia, thì coi như đứng ra để coi như là thay thế cho chúng tôi trong cái vấn đề mà coi như nó dễ tiếp cận hơn. Còn chúng tôi lo những trường khác, thiếu thốn chỗ nào bổ sung chỗ đó cho cuộc lễ nó hoàn toàn. Còn bây giờ mình nhập cuộc để rồi mình bị rối, nhập cuộc nhưng mà mình đứng bên ngoài để mình quan sát. Chúng tôi chạy xuống dưới bếp,
để coi ai có nghề nấu nướng, rồi khích lệ cho bà con hoan hỷ. Bây giờ ở trong bếp thì quý vị biết là gần lửa thì nóng, và bồ đề gai thì dễ xuất hiện ở trong nhà bếp đó. cho nên chạy xuống bếp cũng phải vui vẻ, cũng phải là coi như có một sự thân mật, để coi như những người họ tham gia đó họ cũng hoan hỷ. Nếu mà không nhờ ở dưới nhà bếp á thì có thực mới vượt được đạo chứ. Cơm canh mà coi như là không có sốt dẻo thì làm sao mà buổi lễ được thành công. Buổi lễ dù có tốt đẹp bao nhiêu, ăn cơm sống thì người ta vẫn vẫn coi thường, người ta vẫn khi dễ. Cho nên cái vấn đề chúng tôi chạy vòng vòng bên ngoài, rồi tiếp đón di tăng, rồi phải lo này lo kia, thì như vậy nói chung cái tâm của chúng ta hoan hỷ, đó là vấn đề quan trọng. Chứ còn cái vấn đề hình thức chẳng qua là cái bề ngoài, mà cái bề ngoài thì chúng ta cần phải trường mặt ra hay không. Quý vị coi lại trong cái video hoặc là cuộc lễ của Xá Lợi Phật Đài thì quý vị thấy rằng chúng tôi hình như cái mặt của chúng tôi ít xuất hiện lắm. Nhưng mà trên danh sách thì đọc nghe nó cũng cũng nổi lắm, nhưng mà rồi quý vị thấy rằng cuộc lễ chúng tôi không có xuất hiện nhiều, mà chỉ cái chạy vòng những cái chỗ mà ít người quan tâm. Chính như vậy mà cuộc lễ nó được tiến hành tốt đẹp. Thì với những cái điều này nói lên để Sức Mê Ta hiểu như thế nào. Chúng ta ăn thua cái tâm của chúng ta hướng về cuộc lễ, rồi khi mà làm lễ như vậy mặc dù không có mặt, nhưng mà chúng ta coi trên cái video hoặc là coi cuộc lễ diễn tiến, và chính chúng ta cũng xuất hiện trong cuộc lễ đó với cái tâm tư của chúng ta. Trước khi làm chúng ta hoan hỷ, khi chúng ta đang làm cũng hoan hỷ, và bây giờ coi lại chúng ta càng hoan hỷ hơn. Tức là tâm tư của chúng ta chi tiền, chi hiện và chi hậu, chúng ta có hoan hỷ với thiện sự đó hay là không. Chứ còn bây giờ có mặt nhưng mà nhiều quá làm cho chúng ta rối và sân si nổi lên thì cái hiệu quả của cuộc lễ dân y nó bị giảm thiểu. Thì chúng tôi có ý kiến đối với Sức Mê Ta khi mà Sức Mê Ta trình bày như vậy. Sa thủ Sức Mê Ta. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị cứ tiếp tục. Hôm nay là sinh hoạt tùy duyên mà, vì mắt thấy tai nghe trước mắt của chúng ta, chúng ta thắc mắc cứ nêu lên. Rồi bây giờ xin mời quý vị khác ha, cứ tự nhiên để chúng ta coi như thảo luận về cái lễ dân y này. Cái việc chúng ta đang làm mà thì phải thắc mắc nhé. Một cái điều mà rất hoan hỷ chúng tôi cũng xin trình bày cho quý vị, mà cái điều này là một cái vấn đề mà phá lệ ở tại Mỹ. Làm xong rồi bỏ chạy liền chứ không dám ở lại. Cái ngày ca hạ, ngày dân y đầu tiên trên đất Mỹ của chùa Liên Hoa. Quý vị, chùa Liên Hoa là chùa của ngài Hòa thượng Pháp Nhẫn. Hòa thượng Pháp Nhẫn là tăng thống Phật giáo Nam Hải Ngoại, tức là đối với Phật giáo Nam truyền của chúng ta ở nước ngoài, tại Mỹ thì ngài là vị tăng thống đương nhiệm. Vừa ra hạ xong thì lễ dân y coi như tổ chức ngay ngày Chủ nhật ha. Chúng tôi được mời tham dự, và tại cuộc lễ dân y thì quý vị biết Việt Nam thì khác, còn ở bên Mỹ thì tổ chức lễ khác. Việt Nam á làm rồi mới ăn, nhưng mà tới dự lễ tức là ăn rồi mới làm. Cho nên hai trường hợp khác nhau ha. Tại sao làm mới ăn, ăn mới làm?
ở Việt Nam á, thì tới sớm để coi như lo việc này việc kia, bông hoa hoặc là nước non hoặc là đèn đuốc hoặc là đâu xong rồi mới vô lễ bái tam bảo ha, đi giới ha, rồi thuyết pháp hoặc là đi nhiều Phật, rồi cái tới cái phần cây tăng là chấm dứt ha. Nhưng mà khổ đến cái là ở Mỹ ngộ quá, đi dự lễ giang y 10 giờ mới có mặt, mời đúng 10 giờ, 10 giờ sáng chạy tới đó cũng khoảng có người tới sớm 10 giờ, còn có người tới trễ thì 10 rưỡi 10 giờ thì quý vị biết tới là coi như thỉnh vô chai tăng trước, tức là ăn trước rồi mới làm sao, là thỉnh vô ăn chai tăng, chai tăng xong rồi chư tăng nghỉ, trong chư tăng nghỉ thì Phật tử họ cũng ăn uống xong xuôi rồi lên lễ bái tam bảo rồi đi nhiễu Phật. Mà ở Mỹ mà đi nhiễu Phật mà trời nắng là người ta mừng lắm. Mùa này ở bên đó là mùa thu, cũng chuẩn bị mưa rồi nên rắc rắc, nhưng mà coi như trời nắng, hôm nay trời nắng, Phật tử đi nhiễu Phật rồi cũng trẻ cũng quan hỷ lắm. Rồi chư tăng coi như tức Phật tử tụng kinh xong rồi chư tăng hành tăng sự, và cái nghi thức bên đó là ngài hòa thượng tăng thống chỉ ban đạo trừ, chỉ ban đạo từ tới cuộc lễ và kết thúc. Nhưng mà năm nay đặc biệt khi mà ban đạo từ xong á, kết lễ sắp tấn chư Phật tử, rồi ngài hòa thượng mới chỉ qua hôm nay phá lệ ha, chỉ mời chúng tôi lên coi như là thuyết pháp, nghĩa là đầu tiên các cuộc lễ ở tại tại Mỹ cái lễ dân y là chỉ ban đầu từ mà thôi. Nhưng mà hôm đó thì cá nhân của chúng tôi được ngài ưu ái mời thuyết pháp, rồi chỉ lên pháp bản. Nhưng mà khiêm tốn ngồi dưới dầu sao nói chuyện nó cũng thân mật hơn, ngồi trên pháp tọa ngồi rất cao để rồi thấy cũng có giá lắm. Nhưng mà biết rằng mình thuyết có đúng pháp hay không thôi thì khiêm nhường ngồi dưới thì dễ có sự thân mật ha. Rồi ngồi dưới cũng cao hơn Phật tử một chút, ai tiếng bẻ rồi cũng trình bày về cái lễ giang y cho thiên, để cho người ta biết cái vấn đề họ đương thực hành đúng hay là sai. Và nói chuyện chừng khoảng nửa tiếng thôi, không có nói nhiều, chừng khoảng nửa tiếng, bởi vì người ta buổi trưa rồi ăn uống rồi nhiễu Phật thấy cũng mệt mỏi. Nói chuyện chừng nửa tiếng xong rồi bà con rất là hoan hỷ, biết cái việc làm của mình là một cái thiện sự, là một cái điều tốt đẹp, một con đường đi đúng hướng, ai cũng hoan hỷ. Sau khi xong cái buổi nói chuyện đó, quay lại lễ Phật đi xuống, quay lại lễ Phật ai ngờ dòm thấy ngài hòa thượng ngồi phía sau lưng của mình. Giật mình, nếu mà biết ngài hòa thượng ngồi sau lưng thì đâu có nói chuyện thô tháo, đưa quơ tay quơ chân. Xin lỗi quý vị, cái điện thoại. Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Kha gia, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn chị Metta. Còn thành kính đảnh lễ ngài Trị Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Bình kính chào đạo tràng. Và con đỡ mic cho ngài nghe điện thoại một chút, khi nào ngài xong điện thoại ngài cho con một tín hiệu để con dâng mic đến ngài tiếp tục ạ. Con đang nghe ngài kể hấp dẫn quá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy.
Con nghe chị Mata và ngài nói về chuyện dân y. Dạ thì con cũng xin chia sẻ về chuyện dân y. Dạ tại vì đúng lý thì mình dân y thì mình có thể tự tay mình lo các thứ. Rồi mình được đội y, rồi mình được làm cái này cái kia tự tay mình thì rất là hoan hỷ. Nhưng mà nếu cái điều kiện mình không có được như vậy thì con thiết nghĩ là ví dụ như chị Meta đi, lúc nãy chị Meta trình bày hoàn cảnh với chị thì đâu có gì đâu, dễ lắm. Dạ rất là dễ. Và kính lễ cô tu nữ Tây Duyên. Dạ cần dễ lắm. Theo như nhục mình đó, nếu bây giờ mình không có điều kiện thì ví dụ như bây giờ chị Meta có thể tịnh tài mình có bao nhiêu thì mình cứ bạch với ngài, nơi con có tịnh tài bao nhiêu đó con xin lễ dân y năm tới, và mình gần tới đó thì mình gửi tiền về rồi mình nhờ ngài lo, ngài sẽ sắp xếp dân sự rồi chợ búa rồi này kia kia nọ tất cả hết, rồi mình theo dõi cuộc lễ. Nếu mình về không được, còn nếu mình về được thì cũng dễ thôi, tới ngày đó giống như hồi trước Nhật Quỳnh có như quan biết nè nha. Thì Nhật Quỳnh hả, về trước có một ngày thôi, về tới nơi là đã tối rồi, thì ra chùa Ngọc Đạt người trình với ngài gì gì kia nọ rồi xong rồi là sáng lại là làm lễ dân y thôi. Dạ thì quý ngài biết mình đơn chiếc thì quý ngài sắp xếp. Dạ dạ chút nữa Nhật Quỳnh nói chuyện với Duyên xong nha, để Nhật Quỳnh chia sẻ đó. Dạ thì mình sắp xếp, mà mình sắp xếp rồi mình về về trong vòng một tuần lễ, không đâu cần về nhiều. Dạ ví dụ ngày mai là dân y thì sắp xếp sao mà chiều ngày hôm trước mình về đến Việt Nam là cũng được rồi. Rồi sáng lại là mình dự lễ dân y được, mình tự y. Còn nếu mà cùng quá nữa thì mình nhờ người khác làm cũng được thôi. Thì ngài Trí Đức cũng có thể nhờ những vị đó, giống như những vị Phật tử, những vị mà có công với chùa Ngọc Đạt thì ngài sẽ mời những vị này, người này đội y, người kia đội bác, người nọ đọc tắc bạch nên thì ngài sắp xếp được hết nha. Thì mình theo dõi nhà, mình theo dõi cuộc lễ thôi thì mình cũng hoan hỷ. Mà bây giờ cái truyền thông nó còn nhiều phương tiện mà truyền thông còn nhiều hơn cái lúc mà Nhật Quỳnh làm thí chủ nữa. Dạ nhưng mà Nhật Quỳnh làm thí chủ thì Nhật Quỳnh nhờ có con nó hỗ trợ, khi mà dân y mà tắm mưa đó là Nhật Quỳnh bên này là điện thoại suốt 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 luôn, từ lúc sắp đi rồi đi như thế đâu làm gì là rất là hoan hỷ luôn. Và khi dân y tắm mưa thì Nhật Quỳnh rất là hoan hỷ luôn, còn khi dân y chính thức thì Nhật Quỳnh về ngày trước ngày sau là mình làm để dạ nếu thí dụ như Nhật Quỳnh đi, dạ thí dụ Nhật Quỳnh nói dạ ngài cho con đã chùa Ngọc Đạt có thí chủ chưa, ngài nói chưa, rồi cho con xin dân y, ngài đâu từ chối được. Dạ ngài đâu từ chối được thì lúc đó chị sẽ mất cơ hội. Mà Nhật Quỳnh thấy cái cơ hội mà mình xin dân y rất là khó, không có dễ đâu. Dạ như chị Meta thấy không, ngài nói chùa Xá Lợi Phật Đà đài đó là 7 vị sư xin dân y và đồng thí chủ mà tới 9 năm mới được. Còn ở chùa Xá Lợi Phật đài còn đỡ đó nghe, ở dưới Siêu Lý Vĩnh Lâm hỏi cô Tuệ Duyên sẽ biết bao lâu hả, cô Tuệ Duyên hả, làm thí chủ dân y xin bao lâu mới tới nhà. Cái này là cô Tuệ Duyên chắc rành hơn Nhật Quỳnh. Nhưng mà mình Nhật Quỳnh nhớ có cái năm đó không biết cái vị nào mà xin làm thí chủ ở chùa Viên Giác đó, mà thấy bà thân của ngài Tự Siêu của Thượng Tọa Giác Đẳng lớn tuổi con này kia rồi, nên cái vị đó đã nhường nhường cho bà
để bà được làm thí chủ đó. Thì bởi vậy nên là cơ hội nó không có đến với mình nhiều lần đâu. Dạ, như lúc đó Nhật Quỳnh phát tâm là Nhật Quỳnh làm liền. Thật sự Nhật Quỳnh không còn tiền. Dạ, Nhật Quỳnh cũng bạch với quý ngài nè, bây giờ con xin làm thí chủ mà con chưa có tiền, nhưng con biết con sẽ làm được đó. Ngài dạ hứa đó, thành ra chỉ khuyên chị Meta vậy, đừng có phân vân. Dạ, nếu mà chỉ cần hội ý với các con được là mình làm thôi, mình dạy được cũng tốt, mình dạy không được cũng không sao, mình giao hết cho ngài Trí Đức là ngài sẽ sắp xếp hết, mình ở đây mình theo dõi, mình quan thị là được rồi, chứ giờ mình cứ chờ đủ đủ tất cả các điều kiện như mình thấy khó lắm. Dạ, rồi mình trùng bước. Dạ, chứ còn tại vì Nhật Quỳnh được được làm thí chủ một lần đó, thì Nhật Quỳnh nghĩ cũng an vui. Dạ, rất là an vui và cũng nhớ hoài. Dạ, rất là nhớ hoài. Mà lúc đó Nhật Quỳnh làm thí chủ thì mong rằng truyền đạt để cho con cháu hiểu đây là cái phước mình nên tạo. Dạ, nên Nhật Quỳnh cũng hoan hỷ lắm. Dạ, nhưng mà Nhật Quỳnh nghĩ rằng cái ý chí mình nó rất là mạnh và chư Thiên khá hộ trì, chị Meta đừng lo. Dạ, không có lo gì hết. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ ngài trở lại đạo tràng chưa bạch ngài, con cung thỉnh ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, ngài đã xong việc chưa, ngài trở lại đạo tràng chưa, ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, hôm nay thì con cũng không có nhận được tin gì của huynh Pháp Hữu hết. Hôm trước thì huynh nói là do máy móc huynh trục trặc, nhưng mà huynh đã thử lại được rồi, mà hôm nay thì con cũng không có nhận gì được tin của huynh Pháp Hữu. Không biết là tới giờ chót huynh có vào không thì con chưa rõ, chứ tuần trước thì huynh có hứa là tuần này sẽ vào giảng. Nha, một lần nữa con cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. À, vậy là ngài bắt điện thoại rồi, lúc này là ngài rất là bận. Dạ, tại vì nhiều chùa thỉnh ngài đi rồi, ngài cũng phải lo cuộc đời ở chùa Ngọc Đạt sắp tới nên ngài rất là bận. Dạ, cô Tuệ Duyên có trước máy không, cô Tuệ Duyên? Dạ, kính chào huynh đạo huynh vừa vào đạo tràng. Dạ nghe. À, cô Tuệ Duyên có thể chia sẻ coi ở chùa Viên Giác sắp tới lễ dân y rồi phải không cô, và chừng nào, và có thể cho biết thử xem cái vị mà năm nay làm thí chủ là sinh bao nhiêu năm rồi mới được. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính mời cô nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sa. Dạ, con thành kính lễ Đức Phật Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý ba quý cô tăng nữ và kính chào tất cả quý những nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Chị Mít Ta đã cho biết nghe rõ. Thì Nhật Quỳnh biết rồi, chùa Viên Giác hiện giờ là có rất là nhiều thí chủ đăng ký để mà dân y các thế ná, mà cái vị chị Oanh hôm trước là ở Bù Đức, có nghĩa là chị xuống cái năm đó, đó là hoang quá thì chị xin sư phụ dân y, sư phụ hình như sư phụ 10 chín năm sau, 9 năm sau mới được làm thí chủ. Còn cái người này sắp tới để làm thí chủ ở chùa Viên Giác là ngày 13 tháng 10, thì tự nhiên nghe không rõ nhưng mà cũng lâu lắm, cũng phải 8, 9 năm, 10 năm, mười mấy năm không à, mới tới mình. Nhưng mà ví dụ như là cái thí chủ chính thì người ta làm, nhưng mà mình hoan hỷ theo, mình có thể tùy mình dân y, dân vật dụng cho quý chư tăng, quý tu nữ, mình có thể mình hùng vô một cái buổi lễ đó,
mình đừng có nghĩ người ta làm thí chủ chánh rồi mình tự ái, rồi mình thôi tôi cũng hùng, không có. Mình cứ hoan hỷ theo cái tâm của mình, tức là mình làm trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, là tự nhiên có cái đặc biệt á, tự nhiên không có hứa. Ví dụ như là tự nhiên đi về Vũ Đức, ngày đó gặp lễ Cai Tăng là tự nhiên hùng hùng vô liền, không có hẹn, không có gì, mà cũng không có hứa trước. Ví dụ như là tự nhiên về ngày đó gặp là hoan hỷ hùng vô, cứ hùng vô. Mình đừng có nghĩ là không biết hùng tươi hùng, mình đừng có hoài nghi là tôi hùng vô vậy không biết có phước không, hay là thí chủ có phước nhiều hơn không, không, không có. Mình cứ hoan hỷ là mình cứ hùng vô thôi, nó cũng dễ chứ nó không khó. Nhưng mà quan trọng là cái tâm của mình hoan hỷ chứ đừng có hoài nghi, có nghĩa là mình hoan hỷ mình cứ hùng. Thật sự thì ở bên chuông giác á, thậm chí có ngày ngày bình thường thôi, ví dụ như ngày bình thường thôi cũng chặt hết, có nghĩa là sáng nào cũng có người cúng dường với chư tăng, với tu nữ, sáng nào cũng có cúng dường, buổi sáng buổi trưa. Bởi nên á, mỗi khi mà tự nhiên cũng được có cái phước hưởng theo sư phụ với lại chị Ngọc Ngọc Thắng, để tự nhiên kể hôm qua là dân y ở chùa Tứ Phương Tăng rất là đông, nhưng mà có ba phái rõ ràng lắm. Dạ, chào thành viên. Một phái là khất sĩ, một phái là Nam Tông, một phái là Bắc Tông, ba phái rõ ràng lắm. Nhưng mà đến khi mà làm lễ để mà dân y thì chỉ có một phái Nam Tông được ngồi ở trên chánh điện mà đọc để làm lễ tuyên ngôn thôi, còn mấy phái khất sĩ với Bắc Tông thì ngồi ở bên ngoài, ngồi bên ngoài để dự. Mà khi mà đi 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 bát, đi bát thì bên Bắc Tông mấy cô tu nữ bên Bắc Tông, bên Phước Sơn đồ đi nhiều lắm, nhưng mà riêng cái phái Nam Tông thì chùa Viên Giác và chùa Xử Lý thì chỉ có ba cô, nhưng mà ba cô này thì đặc biệt không có đi. Bởi vì về mới nói hôm qua là sư phụ mất đi Sài Gòn, sư phụ dự lễ ở chùa Kỳ Viên cho nên là không có dự ở Tứ Phương Tăng. Alo alo, không biết đạo tràng còn nghe có còn nghe không sư quên. À, xin hỏi đạo tràng còn nghe của... dạ dạ cảm ơn chị Ngọc, cảm ơn chị Mata, dạ cảm ơn. Rất là vui, nhưng mà là tự nhiên ngày hôm qua lần đầu tiên tự nhiên quay phim mà tự nhiên không biết, có nghĩa là lần đầu tiên tự nhiên quay phim mà không biết, cho nên là hơi trục trặc. Với lại mình đứng mình nhìn mấy cổ đi thì xong sư phụ có dặn nói á, mấy cô ở chùa của sư á, sư lo mấy cô không, đừng có sợ đói, và mấy cô đi mấy cô cẩn thận. Khi cũng giống như mà cái muỗng rùa mà đấy, thì mình tiếc là mình tiếc cái kiểu thôi, chứ còn muỗng rùa thì mình ở đâu cũng có. Thì cái hôm qua giờ chị Ngọc đánh khoe với phụ là sư phụ, mình thấy mấy cô đó đi quá trời tụi con nó dám đi, sư phụ hoan hỷ sư phụ đấy. Nhưng mà con mà thấy chỗ nào cảm thấy đi được thì tụi con đi, nhưng mà tất cả tụi con đi thì tụi con những cái vật thực của tụi con phát sanh á thì con sẽ cúng cúng dường lại, chứ tụi con cũng không có dùng tới đâu. Thì thật ra là rất là hoan hỷ. Mà khi mà ở với sư phụ thì sư phụ dạy chẳng hạn như cái chữ là mình thọ dụng giống như kẻ trộm, rồi thọ dụng
giống như gì hai thứ ba thứ tư, mà bây giờ tự nhiên nói nó tự nhiên nhớ, thọ dụng giống như kẻ trộm, rồi thọ dụng giống như gì cái gì đó đó, rồi mới tới thọ dụng giống như của thừa tự. Đại khái thì tự như chẳng hạn như từ tự nhiên thì mẹ của mình để lại cái tài sản cho mình hưởng, có nghĩa là cha mẹ cho thì mình được quyền, có nghĩa là mình được quyền dùng những cái thứ đó, mình không có bị phạm cái gì hết. Cho nên sư phụ có dặn mấy cô cứ ở đây mà mấy cô cứ tự nhiên, và lỡ mà mấy cô có hơi dễ vui một chút thì chư tăng cũng lãnh hết rồi, tại vì mấy cô là nhờ bên nương nhờ bên chư tăng, có nghĩa là khi mà Phật tử người ta lại người ta cúng dường, người ta cắt bạch thì con xin dâng những cái đến chư tăng, chứ họ đâu có nói dâng đến tu nữ đâu. Cho nên là mấy cô cứ nương nương nhờ, cũng giống như mình của thừa tự của cha của lại, mình ăn mình được ăn và mình có quyền mình hưởng cái tài sản của cha mẹ mình đó. Nhật Bình tự nhiên rất là hoan hỷ khi mà gần với ngài, ngày này ngày giống như người cha của mình, vừa một người cha vừa một người mẹ và vừa một người thầy, ngài dạy rất là kỹ, cho nên là mình rất là bởi vậy tại sao mà nhưng ở đây được 5 năm, có nghĩa là mình ở không phải là mình học một ngày một năm một tháng hai tháng mình thuộc, mình đã lớn tuổi mà mình đã phải học ngày chút một chút một chút, mà khi người tu học nhiều lắm không có nói làm sao mà ở trên học hoài học hoài, học từ đầu tiên vô thì mình học phải từ cái nói đi đứng, mình sửa sửa những cái thói hư tật xấu ở bên ngoài, mình đã từng là xấu cái gì thì khi mình người xuất gia thì mình phải bỏ hết những cái thứ ở ngoài đời và mình vô cái con đường đạo thì mình phải làm đúng theo lời Đức Phật đã chỉ cho mình. Nếu mình đi sai là do mình, chứ đừng có đổ thừa là cái này cái nọ cái kia, mình đi sai là do mình thôi. Chứ thật ra người thầy của mình cũng dạy cho mình đúng, chứ còn mình đi sai cũng do mình, chứ đừng có nói là người không hiểu không biết á thì nói là đánh giá, ví dụ như là trò đó là thầy đó, nhiều khi như vậy mình cũng mang cái khẩu nghiệp. Có nghĩa là nhiều khi cái người thầy mình rất giỏi mà tại sao mình dở, hay là tại sao mình phải đi hướng khác, mình đi sai là do mình. Cho nên là bởi vậy khi mà mình hiểu được nghiệp và quả của nghiệp thì rất là sợ. Từ ngày mà tự nhiên mà xuất gia thì ra tự nhiên sửa nhiều lắm, sửa nhiều lắm. Thì ở trong trong râm này cũng biết tự nhiên hồi trước á, thì tự nhiên cái tu năm đầu á, là nó khác và năm thứ hai nó khác, rồi dần dần hôm nay là được năm thứ năm thì mình thấy nó khác hẳn. Cười rồi bây giờ tự nhiên cũng có vài lời chia sẻ với đạo tràng. Nếu mà duyên thì có tâm có hoan hỷ thì cứ sang năm, hay là năm nay nếu mà đủ duyên thì bay về gấp trong vòng có một tháng, có nghĩa là từ 16 tháng 9 cho đến 15 tháng 10 là hết hết hạn ca thi ná của bên Phật giáo Nam truyền, có nghĩa là còn bây giờ là bữa nay là 23 thì đến 15 tháng 10 duyên có đủ duyên thì bay về, chị Metta có đủ duyên bay về mình hùng vô liền, khỏi khỏi tới sang năm biết mình sống có được tới sang năm không, mà phải chờ tới sang năm bay về liền chùa, rất rất nhiều chùa, một ngày có khi hai chùa ba chùa cũng không chừng, mình đủ duyên mình cứ hùng vô nè. Cho nên là mình đừng có hẹn, biết đâu mà ngày mai này mình không có vào trong được nữa, có đâu mà tới
sang năm, đúng không Nhật Quỳnh? À, thì tự nhiên chia sẻ như vậy mà không biết là hôm nay là thứ hai là ngày của huynh Pháp Hữu. Dạ. À, ngày của huynh Pháp Hữu mà tự nhiên thấy thời gian thì bây giờ cũng gần 5 giờ rưỡi rồi. Dạ, à, bây giờ là thôi bây giờ tự nhiên cũng có vài lời chia sẻ. Nếu chị Meta hay Duyên hai vị nào đó ở trong room của mình mà biết về Phật giáo Nam truyền và nhất là dân mùa dân y Katina thì hãy đến với Việt Nam, rất là hoan hỷ. Mình thấy trên phim á, mình hoan hỷ vậy nhưng mà không bằng ở ở bên ngoài. Ở bên ngoài thì hoan hỷ lắm. Dạ, thế bây giờ để Yên xin xuống mic và gửi mic lại cho Nhật Quỳnh ha. Đang đi còn công việc chút xíu. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên đã đỡ mic và chia sẻ về vân y, dân y ạ. À. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ con không biết ngài Trí Đức có trở lại đạo tràng chưa, bạch ngài, ngài cho con một tin một tín hiệu ạ. À. Dạ cảm ơn chị Meta. Dạ con có một việc muốn bạch với ngài, bạch trên room này luôn đi. Nếu ngài có ngài trước máy thì ngài cho con một tín hiệu. Dạ. Vì ngài cũng chưa có trở lại máy rồi, tại vì có một vị là Xích Huệ Ngọc có nhờ con là Hùng 50 đô để Hùng vào buổi dân y Katina ở chùa Ngọc Đạt. Dạ, nếu không ngài không có cầm mic được mà ngài như vậy thì chắc ngài cũng nghe được con nói. Dạ, con bạch với ngài và đạo tràng là Xích Huệ Ngọc Hùng 50 đô để Hùng Phước dân y Katina, cũng giống như hôm trước Quỳ Ngọc cũng nhờ con Hùng 50 đô ở chùa Phước Quang. Dạ, thì con cũng đã ứng tiền, dạ, ứng tiền con gửi về chùa Phước Quang là dân y Katina rồi. Và bây giờ thì Quỳ Ngọc mới ký chép trả cho con. Nhân dịp đó thì đã nhắn với con là Hùng ở chùa Ngọc Đạt 50 nữa, rất là xa thú. Xích Huệ Ngọc, nhà chùa nào cũng vậy, nhà có lễ dân y, có việc gì đó là Huệ Ngọc cứ nhờ con không à, mà con thì lại lại thiếu nợ quý ngài rất là nhiều, con cứ hay lại có được tiền con báo đề liền, nhà con báo là con nhận được của người này người kia nhưng mà con chưa có nhận được, nhưng mà quý ngài ở Việt Nam cho con mượn tiền trước để đóng vô, nhà rồi sau đó con mới trả. Con là nợ là như chú chổm luôn đó, dạ, nợ của ngài Chí Đức sư pháp tính là như chú chổm, dạ, hết cái này tới nợ khác, nhưng mà con rất là hoan hỷ khi nghe ai mà nói Hùng Phước là con hứng liền, dạ, hứng liền để cho người ta không có bị giống như nghi hoặc như nãy cô tự nhiên nói, dạ, hay ai muốn Hùng Phước kêu Nhật Quỳnh ơi là có liền có mặt liền, kêu Nhật Quỳnh thì chỉ cần 10 phút sau thôi là quý sư đã nhận được rồi. Dạ. Nên là con rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con thấy đã đến giờ của huynh Pháp Hữu rồi. Nhưng mà cũng chưa thấy tín hiệu. Dạ, con kính bạch với ngài và kính thưa đạo tràng. Vừa rồi thì huynh Pháp Hữu nói tuần này huynh sẽ giao giảng. Nhưng mà hồi sáng tới bây giờ chỗ con là chưa có nhận được tin gì của huynh Pháp Hữu hết. Mỗi lần thì huynh trước khi giảng thì huynh đưa bài cho con trước, mà bây giờ thì con không có nhận gì hết, không biết máy móc của huynh có bị trục trặc gì không, nên kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ha, chờ trong giây lát thôi có huynh trở vào không. Dạ, với lại trong khi chờ đợi thì Nhật huynh kính mời bằng tay quý vị có thể chia sẻ cái đề tài sinh hoạt hôm nay là sinh hoạt về đại lễ dân y Katina. Dạ, vị nào hoan hỷ với cái đại lễ này như thế nào thì có thể đưa bàn tay mình lên để kể. Dạ, Nhật Quỳnh mấy nay thấy ở Việt Nam chùa làm lễ dân y thì có những vị ở trong room này nè đi dự lễ, ví dụ như mà Châu Nguyễn hoặc như Quỳnh, và dạ, đi dự lễ rất là hoan hỷ.
là hôm đó là thi lâm nè, là gia đình làm thi chủ ở chùa Siêu Lý Phú Định, thì Nhật Quỳnh thấy hai cái gương mặt này đó thi lâm. Giống như cô Tuệ Duyên nói, mặc dù mình làm thí chủ dân y khai thi ná được thì cũng rất hoan hỷ, còn mình không có làm được mình về mình hùng. Năm nào Nhật cũng về để mỗi mùa dân y khai thi ná hết á. Duyên đâu rồi? Duyên 319 tuổi có nghe Nhật Quỳnh nói không? Giờ chưa có thấy Quỳnh pháp hữu. Thì năm nay thì Nhật Quỳnh có ý đồ nên Nhật Quỳnh không về mùa dân y thôi. Không, mùa về dân y thôi chứ còn Quỳnh đã bay mất tiêu rồi nha. Đã bay mất tiêu rồi, không có ở đây đâu. Nhật Quỳnh cứ hãy làm được có một chút đỉnh vậy là bay về Việt Nam để dự để dân y khai thi ná, tại vì rất là vui. Giống như cô tu nữ Tại Duyên nói vậy đó nha, có những cái chùa là mình đâu có xin làm thí chủ nổi, thì ai mà ta làm thì đã mình hùng nha. Nhân mình hay hùng lắm. Có khi ở ngoài này đã hùng rồi, đã hùng trước rồi. Những chùa thí dụ như những cái chùa mà mình thường thường quen biết với Chư Tăng thì hùng hùng trước, còn không thì Nhật Quỳnh bay về Việt Nam là ngày nào Nhật Quỳnh cũng đi chùa đó nha. Con Nhật Quỳnh còn phải sợ Nhật Quỳnh luôn đó. Duyên nó nói con thì cũng sợ bà ngoại luôn đó nha, đi cái gì đó mà ngày nào cũng đi 4 5 giờ sáng, đi 2 3 giờ sáng đi rồi tới 2 3 giờ chiều mới về, ngày mai đi tiếp, mà cứ ngày nào cũng đi nghe trong bà ngoại ở nhà đang đãi bà ngoại ăn cái này cái kia mà bà ngoại đi xuống. Nhưng mà Nhật Quỳnh thấy ăn không ngon. Đi chùa ngày nào cũng đi hết á, mà đi rất là vui. Duyên biết không, tại vì Duyên chưa từng được dự lễ dân y ở Việt Nam, vui lắm. Vui lắm, nhất là lúc mà Chư Tăng mà đọc kinh mà thọ y, trời ơi hoan hỷ lắm. Đi tới cái chùa nào cũng nghe Chư Tăng đọc một cái bài đó thôi, nhưng mà không biết sao mà khi quý ngài mà đọc trong lòng mình như thế nào á, không hiểu được. Không hiểu được. Như Quỳnh có dự lễ dân y ở ở ở chùa Pháp Luân là gần chỗ Nhật Quỳnh này, cũng có dự 1 2 lần. Thì đó có cái chị đó, chị làm thí chủ rồi chị mời, rồi cũng đợi hùng phước, rồi cũng chị cũng cho đội đội bát rồi này kia. Nhưng mà thật sự là sao không biết, là tại vì mình thường cận y duyên hay sao á, nên là về Việt Nam được để dân y rất là vui. Kính chào huynh pháp hữu. Rồi huynh vào mới mừng quá là chạy rất mất rồi. Nam mô Bố Tha. Huynh chánh ngộ còn trước mái không? Huynh chánh ngộ còn trong đạo tràng không? Chánh ngộ ơi, hình như chánh ngộ rời đạo tràng rồi phải không quý vị? Đạo tràng có thấy được chánh ngộ còn trong đạo tràng không? Sao mái Nhật Quỳnh không thấy? Nam mô Bố Tha. Xin trong đạo tràng cho một tín hiệu coi Quỳnh chánh ngộ còn trong đạo tràng không quý vị? Có khi nào mái của Nhật Quỳnh nó có vấn đề không? Kính chào Quỳnh pháp hữu. Nam mô Bố Tha. Đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Không. Vậy là Quỳnh chánh ngộ đã rời room rồi. Nam mô Bố Tha. Vậy thì bây giờ Nhật Quỳnh xin mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Huynh pháp hữu máy bị trục trặc nên không có bài học. Bây giờ thì Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư khi huynh pháp hữu lên đăng đàn. Nam mô Bố Tha. Nam mô Tham Ma. Nam mô Sang Kha. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Ma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Ram ma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san te tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka e se tu tham ang anu cam ba chăng sa tham ma phê rim vinh cha ca văn sua tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô ta tu sát cha đăng đăng ba bơ thành ê dê bà đi xa dạ mạch chê ê quan sa hâm bà tỳ râm ma phà ga quanh tăng a gia cha tha tuấn hi pha quê na tăng bùa thô cà đuôn nhê na thì qua xa già tán ha vuốt tha và bà nê na mì ga đa dăng ta tô ga tô bánh cha quách gia đa dô nay dê à măng ba dê sĩ thâm ma tô ta tô ba phu tì sam mua thô à nu na thâm ma đê sa năng ma ga qua sa ni đê sê si sạch ta năng át tha sích tha căng tế na sa thu ai dơ văn tế tệ sê tu thâm mà đề sa năng sa ba di tha ba đề sa gia a nu cầm bấm bị ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tặng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đảo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ a đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn a một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn khổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian a bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nam mô tha giá. Dạ, đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh, Nhật Quỳnh xin thay đạo tràng kính mời Quỳnh pháp hữu đàn để điều khiển buổi học ngày hôm nay. Sao Quỳnh nói là Quỳnh không cầm mic được. Dạ, Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Quỳnh, dạ kính mời Quỳnh cầm mic thử nha. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, không biết có nghe được chưa? Dạ, cảm ơn dạ, chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị Meta, cảm ơn cô Hà. Có lẽ là tại vì cái giao diện mới mình chưa có quen. Thành thử là khi mà chị cầm mic, chị nói á, thì ở đây nó không có hiện ra. Mình thử giống như, không giống như cái giao diện cũ. Thôi, cái lại mình phải học thôi. Hôm trước thì chị Nhật Quỳnh có đề nghị là trở về cái version cũ, nhưng mà tôi chắc lẽ là người cứng đầu thì mình nói là cứ giữ cái version mới xem sao, mình cứ thử, chứ bây giờ mình cũng theo cái luật vô thường, mình cứ trở về cái cũ hoài, cứ bảo thủ thì cũng chắc cũng không có hay lắm.
Bởi vì cái version mới thế nào nó cũng có những cái gì cải tiến mà mình chưa thấy được thôi. Thành ra thử cứ giữ giữ cái version mới. Cho tới khi nào mà mình thấy quá khó khăn, không có chịu nổi nữa, phải bỏ cuộc thì lúc đó mới trở về cái version cũ. Có lẽ vì chị Nhật Bình thì phải sinh hoạt thường xuyên, thành ra cần phải làm gấp. Còn mình thì chỉ mỗi tuần chỉ có vài vào đây thôi. Có một số cái rung Phật từ quá khứ đi. Bội bồ đề chánh thiền tịnh thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng rọi vô biên trí bát thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát trầm chân truyền diệu pháp thánh nhân con xin tự ý nghiêm thân thực hành hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh đức vô song tứ thánh sa môn thừa hành di giáo thế tôn đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin vào cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn vị Nguyên Tuệ. Kính thưa quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu. Hôm nay thì chúng tôi không có một cái đề tài nào hết. Có thể nói là hôm nay xin phép được chia sẻ tùy duyên. Bởi vì tuần qua tôi cũng bận, bận nhiều chuyện. Rồi ngày hôm qua thì với lại ngày trước nữa, phải lo sửa soạn phụ với bà xã để mà sửa soạn buổi lễ dân y Kathina tại tu viện Serpentine, tu viện Buddhayana giác minh của Ngài Ajahn Brahm. Thì xem như nguyên ngày thứ bảy là phụ đi chợ rồi phụ làm này làm kia làm đặt vặt cho bà xã mà lo nấu nướng bởi vì mấy gia đình bà xã cũng đứng ra làm một ít thức ăn trong hộp rồi thứ nhất là để cúng dường chư tăng ni thứ hai là để gây quỹ bán thức ăn để mà lấy tiền bỏ vào trong cái quỹ điều hành của tu viện, nên ra cũng hơi bận rộn. Rồi nguyên ngày hôm qua ngày Chủ nhật đến chùa sáng sớm, rồi phụ dọn ra, rồi phụ với các anh chị em Phật tử khác,
nguyên cả suốt cho một buổi sáng tới cái trưa, tới khi mà hoàn mãn thì cũng khoảng 1 giờ trưa, rồi có ở lại để mà dọn dẹp. Cái phần dọn dẹp đó là cái phần quan trọng mà cực khổ nhất mà ít có ai để ý. Ở đây cũng xin chia sẻ như vậy để lưu ý các anh chị em lưu ý. Cái công đức ngài Ajahn Brahm cũng có nói, thật sự ra mà tới chùa để làm công quả, mà cái công lớn nhất là những người dọn dẹp. Sau khi mà cái buổi lễ hoàn mãn rồi, ai cũng hối hả ra về, hoặc là đi chụp hình rồi quay ở trên Facebook hay này cái kia, rồi bỏ đồ đạc ngổn ngang, rác rưới bừa bãi, phải dọn dẹp. Mình cái chỗ đó là cái chỗ lưu ý. Chúng tôi cũng có cái quan niệm như vậy. Nhiều khi thì dĩ nhiên chúng ta tới chùa chúng ta cúng dường thì mỗi người tùy theo cái khả năng của mình. Có những đại gia, những người lớn nhiều tiền thì họ có thể cúng những cái số tiền lớn. Mình thì cúng theo cái lòng của mình cũng như cái khả năng của mình. Nhưng mà ngoài cái tiền hoặc là vật chất thì còn có cái công sức và thời giờ nữa. Chúng ta bố thí cho công sức hay là cúng dường, công sức cúng dường thời giờ thì giờ cũng quan trọng lắm và cũng tạo phước do cái tâm của mình. Thành ra nhiều khi mình đừng có mặc cảm, mình hoan hỷ với lại cái sự cúng dường của người khác, nhưng mà mình vẫn có thể đóng góp bằng cách đến sớm phụ, đem bàn ghế này kia ra, hay hoặc là để trưng hoa, trang trang trí, trình bày cho cái buổi lễ được tốt đẹp. Nhưng mà đồng thời khi mà buổi lễ chấm dứt rồi, mình cũng còn có thể có cái dịp mà mình tạo phước, tức là mình ở lại, chịu khó ở lại và chịu khó dọn dẹp. Cái chỗ này chúng tôi thấy ít có ai lưu ý cái chỗ này. Thành thử ra đôi khi chúng tôi cũng hay nói là chúng tôi rất, khi mà vào nhà bếp là chúng tôi ở Việt Nam cũng như ở những cái xứ khác, thường thường thì ở việc khác nhưng mà nói cũng tương tự nhưng mà nó không giống hẳn. Nhưng mà ở ở Việt Nam thì thường ở chùa thì chỉ có mấy bà hoặc mấy anh em tới phụ nhà bếp, là ăn xong rồi dọn dẹp rửa rửa nồi niêu son chảo này kia. Nên những người đó là chúng tôi rất là tán thán. Những người đó thật sự là những người có công sức rất lớn. Họ làm vui vẻ và làm trong cái tinh thần vui vẻ. Thì ba điều bốn chuyện nói như vậy để mà mình chia sẻ một ý tưởng. Lần sau nếu mà có dịp để dự buổi lễ thì nên sửa dọn thu xếp thì giờ nhà cửa, hoặc là dặn dò người ở nhà xong mình tới dự lễ xong mình đừng có về vội, mình ở lại mình dọn dẹp xong xuôi mà thấy mọi chuyện đều đã ngăn nắp thành khoảnh rồi, mình nhìn lại nó trả lại cái chùa hoặc là cái thiền đường, trở lại cái không khí yên tĩnh như cũ, là một cái tâm mình nó lạ lắm. Mình thấy rất hay, mình thấy mình không có nói ra được, nhưng mà mình chỉ vào đó trước khi mình ra về, rồi mình vào chánh điện mình lại Phật, lễ Phật rồi mình ra về, lúc đó là yên lặng bởi vì không còn ai hết, chỉ còn một số ít người ở lại mà dọn dẹp thôi. Mà mặc dù thấy mệt nhưng mà cái tâm mình thấy nó hoan hỷ vô cùng. Như vậy là coi như là mình tận hưởng được suốt một cái buổi lễ dân y Kathina. Mình cũng không cần phải vội vã đi tới chỗ này chỗ kia, chỉ cần dành suốt một ngày hay là nửa ngày, tức là khoảng 7 8 giờ sáng cho tới khoảng 2 3 giờ chiều này, tại một nơi thôi, mình tận hưởng hết cái không khí, cái trang nghiêm cũng như sinh hoạt chung với lại chư tăng ni và Phật tử, chỉ cần như vậy thôi. Rồi có thể ngày hôm sau hoặc tuần sau mình đi tới chùa khác cũng được, nhưng mà mình chú tâm vào một nơi thôi. Có thể bởi vì ai cũng bận cái chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện gia đình đó, nhưng mà đi nhiều nơi cũng tốt. Có những người đi hết chỗ này qua chỗ kia theo những cái đoàn xe thì cũng là một cái điều hay chứ không phải không. Để mà mình vui, mình chúc mừng chư tăng ni ở mọi nơi đã có một cái mùa an cư tốt đẹp, đồng thời mình có dịp gặp gỡ lại những bạn bè, chẳng hạn như tôi nhận được những cái hình ở trên Facebook thì có nhiều người cả năm không có gặp nhau, hoặc là lần lần đầu tiên gặp nhau.
chỉ liên lạc trao đổi hình ảnh hoặc là những cái dòng tâm tư qua cái môi trường ảo của Facebook thôi. Đây là có thể là lần đầu tiên mà họ gặp nhau được ở dưới đất, ra cũng là một cái điều mình hoan hỷ, hoan hỷ rất là tốt chứ không phải là không. Hoặc là mình đi tới việc, đây là cái dịp nhiều khi mình không có xe hoặc là mình không có sức khỏe, mình không có thể đi được nhiều chùa, thì mình tham gia những cái đoàn hành hương như vậy, từ đi đi xe, họ có thuê xe rồi mình đóng góp tiền bạc rồi đi vào những cái xe để chở đi đi những chỗ này chỗ kia, nhất là đi những cái chỗ nơi xa, thì cũng là một cái điều hay chứ không phải là không đâu. Cái nào cũng tốt hết, nhưng mà chỉ nêu ra thêm một cái khía cạnh nhỏ nữa thôi, là nếu mình có quen biết một cái chùa nào ở gần gần nhà, hay là trong cái phạm vi mà mình có thể tự đến được, tự di chuyển đi được, có thể lái xe Honda, xe gắn máy hoặc đi xe hơi, xe nhà gì đó, nhưng mà trong cái khả năng, trong cái thời giờ của mình, thì mình nên cố gắng có thử đi, cố gắng dành suốt một ngày như vậy, mình có sẽ có những cái cảm nhận rất khác, cũng là những cái điều hay chứ không phải là không. Và nhất là khi mình chịu khó ở lại phụ dọn dẹp cho nó sạch sẽ, cho nó trở lại cái không khí trang nghiêm trước khi có buổi lễ. Không biết còn nghe được chứ hả? Thỉnh thoảng nghe được xin cho số 1 hoặc là một cái hoa để chúng tôi biết. Và chúng tôi cũng hồi nãy có nói là hôm nay là chỉ là chia sẻ tùy duyên thôi. Thành ra cũng mong quý anh chị đừng có thu âm, hoặc là nếu có thu âm thì chỉ nghe riêng thôi, chứ đừng có xin hoan hỷ, không có truyền bá hay là quảng bá ra ngoài, bởi vì không có một cái dàn bài nhất định, mà không có chủ đề, chỉ là nghĩ đâu đó chia sẻ tới đó thôi, với điều cần là chia sẻ với tấm lòng thành thật của mình. Thì ở bên này có nhiều cái nhóm Phật giáo, nhóm Phật giáo lâu đời nhất ở tại Tây Úc là Hội Phật giáo Tây Úc, The Buddhist Society of Western Australia, thành lập từ khoảng năm 73, 74 gì đó. Bây giờ nhìn lại thì mình cũng trên trên 40 năm, gần 50 năm rồi. Đó thì theo đầu tiên là do một nhóm Phật tử gốc người Sri Lanka và một số Phật tử Úc mà họ có đi tu ở bên Úc, ở bên Thái họ về, thành thử ra có cái hướng theo truyền thống Theravada. Mà về sau này cũng tương đối cởi mở, cũng mời các chư tăng ni thuộc các cái truyền thống khác đến giảng, đến thuyết giảng, nhưng mà trên cái cốt yếu là theo cái truyền thống Nam truyền Theravada. Rồi cho đến khoảng đầu thập niên 80 thì mới thỉnh chư tăng ở Thái Lan sang, và cuối cùng thì thỉnh được ngài Ajahn Brahm, và ngài là người gốc Anh tu bên Thái, nhưng mà chắc có duyên của ngài là xứ Úc, thành ra khi mà ngài đến Úc rồi thì ngài quyết định ở lại và từ đó phát triển, xem như là một trong những cái hội lớn nhất ở Phật giáo, lớn nhất ở Úc. Mặc dầu Tây Úc chúng tôi hay nói đùa như thành phố Perth là coi như là xứ Cà Mau của Úc, xa xôi, cách thủ đô Canberra khoảng 5.000 cây số, tức là đi cũng khoảng 5-6 giờ bay. Dân cư tương đối ít, nhưng mà có cái điều đặc biệt là có lẽ cái không khí thuận, có thuận duyên, thành thử ra mặc dầu dân số ít, những nhóm Phật tử, những người theo đạo Phật cũng tương đối ít so với các tiểu bang khác, nhưng mà lại có một cái sự ủng hộ nhiệt tình, ủng hộ để cho phát triển Phật giáo, và họ cũng rất là thành tâm để mà đến chùa tu học và càng ngày càng phát triển. Hiện nay thì Hội Phật giáo Tây Úc có nhiều cơ sở khác nhau. Cái cơ sở đầu tiên là coi như là cái cơ sở tại thành phố, gọi là Trung tâm Phật giáo Dhammaloka, tức là Pháp Quang, Trung tâm Pháp Quang, mua lại từ một cái nhà thờ Anh Quốc, Anh giáo cũ, rồi sửa lại thành cái chùa, cái văn phòng để nó nơi liên lạc ở ngay ngay trung tâm thành phố. Và đó cũng là cái lý do mà chúng tôi khi mà về hưu thì dọn về ở gần, đi bộ khoảng 10 phút là tới.
để gần gũi nghe hội. À, và mỗi ngày, hàng ngày thì chỉ do cư sĩ quản lý thôi, chứ không có tăng ni. À, chỉ có cuối tuần, từ chiều thứ sáu cho tới chiều chủ nhật, thì có ba tuần lễ đầu thì có các vị tăng ở tu viện xuống, hai hoặc ba vị ở rồi thuyết pháp, rồi hướng dẫn hành thiền, vân vân. À, cái tuần lễ cuối cùng trong tháng thì có các vị ni. À, ở đây thì cũng có ni viện, thành thử ra bây giờ thì cũng có 15 vị ni, à, tỳ khưu ni. Thì đó là cái cơ sở thứ nhất ở tại thành phố, gọi là trung tâm Phật giáo. Rồi sau đó thì mua một cái miếng đất rừng ở về phía nam thành phố, cách thành phố khoảng 70 km, thành lập ra tu viện Bodhidharma, tu viện Giác Minh. Thì các sư tăng, các vị sư tu ở đó dưới sự hướng dẫn của ngài Ajahn Brahm. Ngài Ajahn Brahm xem như là trụ trì, và hiện nay thì cũng có hơn 20 vị sư đang tu học ở đó. Trong đó thì đủ thành phần, đa phần là người công dân Úc, nhưng mà cái nguồn gốc sắc khác nhau. Có vị thì đến từ Ấn Độ, có vị thì từ Malaysia, có vị thì từ Nhật, có vị thì từ Đài Loan, có vị từ Mỹ, từ Na Uy, rồi Thụy Sĩ, Đức, vân vân. Đặc biệt là có hai vị gốc Việt, gốc Việt. Một vị thì đến từ Melbourne, tức là ở miền đông nước Úc, gia đình cha mẹ có ở bên đó. Rồi có chưa, chúng tôi cũng chưa tìm hiểu, không hiểu có duyên nào phát tâm đi tu sang bên này thời gian là xin thọ giới, rồi bây giờ là tỳ khưu. Đó là một vị vị gốc người Cần Thơ nữa. Vị sư có cho biết là ngày xưa là gia đình ở Cần Thơ. Một vị thứ hai thì là Việt Kiều Mỹ, có gia đình còn ở California, cũng còn trẻ, cha mẹ còn ở California. Chúng tôi cũng chưa có tìm hiểu, cũng chưa biết cái nguyên nhân gì, nhưng mà sư đến đây rồi sư đầu tiên là thọ giới tử ở trên chùa một năm, rồi sau đó xin đắp y, trở thành sa di một năm nữa, rồi bây giờ là thọ đại giới thành tỳ khưu. Coi như có hai vị gốc Việt, mà còn khá trẻ. Thành thử ra tương đối thì tiếng Việt cũng không có rành lắm, nói tiếng Anh rành hơn tiếng Việt, nhưng mình cũng hoan hỷ. Đó thì nói về đó là cái tu viện Bodhidharma, không biết còn nghe rõ vậy, nắm được vậy. Rồi về sau có cái nhu cầu cho các cư sĩ để mà học thiền, hành thiền, muốn ở lại trên không khí của chùa một thời gian ngắn, vài ba ngày tới vài ba tuần hoặc vài ba tháng. Và chùa thì tương đối là chỉ dành, ngài Ajahn Brahm quan niệm là chỉ dành cho, đặc biệt dành cho người tu thôi, tu sĩ thôi. Và ngài cũng có một cái đường hướng tương đối hơi khác các chùa Nam Tông khác, là ngài không có chủ trương cho xuất gia gieo duyên. Ngài nói rằng nếu mà xuất gia thì phải có ý tưởng là xuất gia trọn đời. Mặc dù là có khi mà đã họ đã giới một thời gian rồi thành tỳ khưu rồi mà thấy không có thích hợp nữa, không hợp duyên nữa thì trở về làm cư sĩ cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà khi mà quyết định đắp y thì phải có cái tâm là tu lâu dài. Thường thường là bên này là ngài theo cái đường hướng cũ, tức là muốn mà xuất gia như vậy thì đầu tiên là xin lên chùa làm giới tử, cũng phải xuống tóc nhưng mà đắp y trắng thôi, mặc quần áo trắng, màu trắng, giới tử bạch y, giữ tám giới một năm, tối thiểu là một năm, rồi cũng được cho ở trong chùa có cái cốc riêng như vậy tập rồi tu thử đó. Rồi sau đó mà nếu mà thấy thích hợp đó, hợp đủ duyên đó, thì xin xuất gia sa di. Dầu cho lớn tuổi cũng phải là sa di thôi, một năm nữa thọ 10 giới, nhưng mà được đắp y vàng, đắp y vàng. Rồi sau một năm sa di đó, nếu mà thấy thích hợp, có vị bên này chúng tôi còn nhớ là làm sa di 10 năm, hơn 10 năm rồi, thấy cuối cùng quyết định
xin thọ giới, đại giới, nhưng mà tối thiểu là một năm thọ giới thành tỳ khưu. Và khi mà thọ giới rồi, thành tỳ khưu rồi thì cũng phải ở lại chùa để mà học với các vị trưởng tối thiểu là 5 năm nữa, rồi sau đó rồi mới, nếu mà thích thì có thể đi sang những cái nơi khác, đi những cái chùa khác tu học thêm, phải ở tại chùa thêm 10, thêm 5 năm nữa. Như vậy thì ngài hay nói đùa là cũng giống như học cái chương trình tiến sĩ 7 năm này. Thông thường thì 4 năm cử nhân, rồi 3 năm làm tiến sĩ, là 7 năm. Ở đây cũng vậy, tức là 1 năm áo trắng, 8 giới, rồi sau đó 1 năm sa di, 10 giới, rồi sau đó là 5 năm tỳ khưu, cộng là 7 năm. Rồi coi như là tốt nghiệp, lúc đó thì có thể muốn đi tìm hiểu hay học thêm ở những cái nơi khác, tu học thêm thì có thể xin phép đi. Cũng có vị đã từng sau thời gian đó là đi qua miền Tây, miền Đông, hoặc là đi về, đi qua những cái xứ khác, đi Tân Tây Lan, New Zealand, hay là đi về Thái Lan, hoặc đi Miến Điện đi tu, để học học hỏi tìm hiểu thêm. Có vị đi Sri Lanka, có vị tu ở bên Thái Lan vài năm, hoặc 5-10 năm vậy đó, rồi quay trở về, quay về. Có vị thì chúng tôi biết có một vị thì người Úc, nhưng mà sau đó đi qua bên, sau 7 năm như vậy thì đi qua Sri Lanka tu ở trên một cái hang, một cái hang động ở Sri Lanka, là cảm thấy thích hợp thì ở luôn. Thỉnh thoảng có về thăm nhà, về thăm bên Tây Úc thôi, nhưng mà thấy là thích tu ở bên Sri Lanka. Thì mỗi vị có một cái duyên khác nhau. Trở về vấn đề là trong cái thời gian đó thì có cái nhu cầu để mà mở những hướng dẫn như khóa thiền tích cực, tức là tìm một cái nơi vắng vẻ, rồi thiền sinh cư sĩ thôi, có thể thu xếp đến đó 3 ngày cuối tuần hoặc là 10 ngày có hướng dẫn chính thức. Thì lúc đầu thì thuê những cái cơ sở, những cái của những cái hội trường hoặc là những cái cơ sở tịnh tu của bên Thiên Chúa giáo thuê, thì các vị sơ, các vị bà Phước, dì Phước rất, họ rất là nhiệt tình, họ sẵn sàng cho mình thuê, họ tốt tốt lắm, cơ sở tốt, nhưng mà mình thấy cũng không có tiện, thành thử ra có nhu cầu là tìm đất xây một cái trường thiền riêng dành cho hội. Cái cơ duyên tới thì có được cái khu đất đối diện, xế đối diện, cách cái tu viện khoảng 500 mét thôi, mà ở bên kia đường đối tốt, thành thử ra họ bán ra, hội quyết định mua và xây dựng thành một cái trường thiền, đặt tên là Chana Grove. Còn nghe rõ nha, chị Meta nghe rõ, khi mà nghe không rõ xin cho biết. Thành thành cái trường thiền, thì có thể nói rằng chúng tôi cũng có đi thêm xem những cái trường thiền khác ở những nơi khác, và các vị Phật tử ở đây cũng như Ngài Thành Brahm và Chư Tăng cũng viếng thăm các cái trường thiền trên thế giới, thì đều công nhận là đây ở Tây Úc là một trong những cái trường thiền tốt nhất thế giới, đầy đủ tiện nghi. Ngài Thành Brahm từng hay nói đây là cái trường năm sao, năm sao. Bởi vì cái trường thiền này gọi là trung tâm thiền, thì mình gọi là trường thiền đi ha, thiền trang cũng được, gọi là Meditation Retreat Center. Có khoảng 10 căn nhà, 10 đơn vị. Mỗi căn nhà như vậy thì có 6 phòng ngủ. 6 phòng ngủ trong một căn nhà. Mỗi phòng ngủ thì có một cái phòng nhỏ, có giường, rồi có cái toilet riêng, nhà tắm riêng, giống như cái khách sạn, không có đụng chạm tới người khác. Thế ra mỗi thiền sinh như vậy được cái phòng, có thể ở riêng biệt lập như vậy. Có người thì hành thiền ngay ở trong đó luôn, tại vì có đầy đủ. Rồi có một cái chỗ ngồi uống cà phê chung với nhau. Ngoài như vậy thì 10 đơn vị hay là 10 nhà như vậy, mỗi nhà 6 phòng. Như vậy có thể trường có thể nhận mỗi mỗi khóa thiền như vậy 60 thiền sinh tối đa, không có hơn. Phải không, không có phòng dư nữa nữa. 60 thiền sinh. Và có cái nhà ăn rất tốt, hiện đại, đầy đủ. Rồi có một cái nơi, một cái thiền đường rộng,
để mà tập trung về đó, để mà ngài thiền sư hướng dẫn và có những cái buổi đàm. Rồi có thì không lạnh mà cũng không nóng, và cách âm rất tốt. Chúng tôi có dịp thì chúng tôi sẽ chia sẻ những hình ảnh, nhưng mà nó chung chung như vậy và tương đối vắng vẻ, ở ngay trong rừng, nó không có tiếp xúc bên ngoài. Thì ra đó là thiền trang Sanatro, và bởi vì rộng lớn và có cái bãi đậu xe tốt, thành thử ra khoảng mấy năm gần đây đó, mỗi lần có lễ lớn, nhất là hai dịp lễ nhập hạ, nhập an cư và lễ mãn an cư, đây là dân Ikatina, thì thường tổ chức ở đó để cho bà con có thể tiện đậu xe rộng rãi hơn là ở bên chùa, mà cũng để tránh, để giữ về sự thanh tịnh của chùa, không tránh cái sự ồn ào, tổ chức ở tại thiền trang. Thì đó là cơ sở thứ ba, coi như ba cơ sở, đầu tiên là cái trung tâm ở thành phố, rồi chùa Phật Quang đó là Dhammaloka, rồi mở ra cái tu viện Buddhijana Giác Minh, rồi sau đó là thành lập thiền đường Chanakro, ba cơ sở. Rồi có một cái nhu cầu để cho mấy bà muốn đi tu, tức là bên phái nữ, thì ngài Ajahn Brahm chủ trương rằng không có để tu chung, nam nữ phải tu riêng, riêng cách biệt, đúng cái tinh thần của Phật giáo. Để ra hội mới là tìm mua được một cái khu đất rừng rộng 600 mẫu Tây, 100, không phải 600 acre, tức là khoảng 150 mẫu Tây, hecta ở ở miền Bắc, ở phía Bắc thành phố. Tu điện Tu Đi Jana của bên Nam thì ở phía Nam, còn bây giờ thì mua được miếng đất ở phía Bắc, thành phố khoảng 50 km phía Bắc. Nói về diện tích đất, tức là đây là 150 mẫu Tây, rộng lắm, rộng mênh mông. Thành thử ra xem như là nói về diện tích đất thì coi như là cái khu đất của tu viện lớn nhất, một trong những cái khu đất lớn nhất thế giới, so với những tu viện ở Á Châu khác, và ngay cả bên Mỹ Châu, coi như nói về diện tích đất là rộng lắm. Chúng tôi mua ra năm 1999. Lúc đó thì tôi làm hội trưởng của Hội Phật giáo Tây Úc, thì cũng có đi với Ajahn Brahm và Ajahn Chittamalo và một vài anh em khác đến xem là sao đây đấu giá mua được khu đất. Xây dựng thành ni viện Dhammasara, tinh pháp. Sara là cái saro, tức là cái cốt lõi, cái lõi cây. Anh chị còn nhớ trong Trung Bộ Kinh, trong có cái bài kinh về kinh lõi cây, Dhammasaro, mình có thể dịch là cái cốt lõi của pháp, hay là tinh chất, tinh pháp, thành lập ni viện. Và đầu tiên thì chỉ có mấy cô tu nữ thôi, tu nữ giữ 10 giới thì. Nhưng rồi ngài Ajahn Brahm có quyết định tương đối là gây nhiều cái thảo luận bàn cãi trong cái trong hàng ngũ chư tăng ni Theravada, là ngài chọn và cho tổ chức lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu ni. Đó là vào năm 2009. Thành thử ra là có bốn vị tỳ khưu, bốn vị tu nữ xem như là đầu tiên ở xứ Úc, chung cho nước Úc, thọ đại giới, thọ giới tỳ khưu ni, thành lập ra ni đoàn. Hiện nay thì cũng có khoảng 15 vị tỳ khưu ni đang tịnh tu, tu học ở ở ni viện Dhammasara. Và tuần tới, Chủ nhật tuần tới, thường thường thì tổ chức lễ dân Ikatina hai nơi. Ở bên Tăng thì làm trước, rồi tuần sau, kế tiếp là làm ở bên ni. Thì Chủ nhật tuần tới sẽ có buổi lễ dân Ikatina ở ni viện Dhammasara dành cho các vị tỳ khưu ni. Và đồng thời cũng là một cái dịp làm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỳ khưu ni.
bởi vì đó là cho xuất gia Tỳ Khưu Ni năm 2009 là sau cái mùa dân y. Đã, chúng tôi sẽ đến tham dự và nếu có dịp sẽ chụp hình những cái bạn hình ảnh rồi có thể là tuần sau sẽ chia sẻ đến quý anh chị. Ở trong room này thì có anh chị nào Perth thì đang nghe thì cũng mời mời báo cho biết để dành thì giờ đến dự lễ dân y cho các Tỳ Khưu Ni chủ nhật tuần sau, và cũng là dịp để mà kỷ niệm thành lập, tái thành lập dòng Tỳ Khưu Ni ở xứ Úc 10 năm. Còn nghe rõ chứ ha? Đó là cái cơ sở nữa, coi như bốn cơ sở, một cái chùa, một trung tâm Phật giáo ở tại trung tâm thành phố, nơi gần gần cái nhà chúng tôi ở, rồi tăng viện là tu viện Bùi Dành á, cho các cho phía nam, cho phái nam, rồi ni viện Thammasara cho phái nữ, rồi thêm một cái trường thiền dành cho cư sĩ này. Và gần đây bởi vì cái miếng đất rừng ở tu viện Bodhidharma lúc đầu thấy lớn nhưng mà bây giờ thấy nhỏ, mà ngài Ajahn Brahm có chủ trương rằng mỗi vị sư như vậy phải tu ở những cái tịnh thất phải riêng biệt với nhau, và luật lệ ở Úc này khó lắm, họ cũng giới hạn cái số người một nơi, chứ không phải là mình có đất là mình muốn chứa bao nhiêu cũng được, không phải như vậy. Họ vấn đề vệ sinh, vấn đề an ninh này kia, họ sợ cháy rừng đó. Rất là ở trong rừng là cái nạn cháy rừng xuất, bởi vì mùa hè nóng ghê lắm, rất nạn cháy rừng là một cái là vấn nạn. Giống như các anh chị nào đang ở California thì biết cái không khí mà mùa hè nóng là dễ cháy rừng, họ không có muốn ở nhiều, phải có những cái luật lệ nó tương đối nghiêm khắc về quy hoạch đất đai. Thành thử ra mà cái khu đất ở bây giờ thì 20 vị là coi như là quá tải rồi. Thành thử ra ngài có cái ý hướng là muốn, nếu mà muốn khuếch trương là phải mở những cái chi nhánh. Thì gần đây hội có mua thêm hai miếng đất nè. Một cái mà cũng do nhân duyên thôi, nhiều khi cũng phải nhân duyên đưa đẩy. Một cái miếng đất là một cái trang trại cũ ở cũng trong cái nội vi của thành phố ngoại thành của Perth thôi, nhưng mà ở trên núi, cách nhà chúng tôi đi chừng khoảng, lái xe nếu tới đó thì chừng khoảng 30 phút, trên rừng đẹp, kế bên một cái miếng đất của chùa của hội Phật giáo Campuchia, có người Khmer, có người Campuchia họ đến rồi họ mua cái nhà cũ, rồi tân trang lại, sửa sang lại thành cái chùa nhỏ cho sinh hoạt cho hội Phật cho những người Khmer, những người gốc Campuchia. Thì kế bên có miếng đất trống chủ bán, thành ra hội thấy tiện như vậy thì mua miếng đất đó để mà có thể xây một hai cái tịnh thất để các sư có thể đến đó tịnh tu, rồi có thể là nhờ có những Phật tử Campuchia hoặc là những Phật tử Úc tới gần đó thì có thể lui tới học học là để mà hỗ trợ hộ cho chư tăng mà tịnh tu ở đó, đó thì mà chưa đặt tên mua thêm miếng đất. Rồi có một số Phật tử Thái có lập gia đình với người Úc, họ cũng có cơ sở ở miền Nam, xa lắm, cách Perth khoảng 600 km, ở miền Nam sát bên bờ biển, cũng có miếng đất rừng khá lớn. Thành thử ra họ cũng mới vừa mua cái miếng đất đó, bây giờ thì xây được căn nhà và một vài cái chỗ để chữa. Tương lai thì sẽ có một số sư sẽ về đó tịnh tu và có thể khuếch trương quá trường thành ra một cái chi nhánh của tu viện. Nó thành ra mình thấy hội tương đối phát triển tốt, và cái nhu cầu cũng có cái nhu cầu tu học. Nhưng mà đặc biệt ở đây là nhìn cái chung cái khuynh hướng chung là để nhắm tới phát triển Phật giáo cho người Tây phương, người Úc. Nữa ra có một số các anh chị hoặc một số tăng ni ở Á Châu, ở Việt Nam là muốn qua để mà tu học thì vấn đề xin visa rồi khó chứ không phải là dễ. Úc rất là vấn đề nhập cư khó khăn,
Thứ hai là vấn đề ngôn ngữ này. Phải rành tiếng Anh, bởi vì ở đây là chỉ sử dụng tiếng Anh, tiếng Úc đó. Phải rành mới được, để mới có thể hòa nhập, có thể tu học và thể trao đổi được. Không có thông gì hết. Đó mình phải thông cảm với vấn đề đó. Đó thì chúng tôi cũng xin trình bày sơ lược như vậy về cái hoạt động của Hội Phật giáo Tây Úc. Thì ngoài ra ở Perth cũng có những cái hội Phật giáo khác chứ không phải là không có. Có tùy theo cái sắc dân, tại trong cái sinh hoạt của mỗi cộng đồng sắc dân. Chẳng hạn như người Việt thì cũng có những chùa Việt Nam, nhưng mà đa phần là theo truyền thống Đại thừa Bắc tông. Cũng lớn lắm, bây giờ thì cũng lớn. Chúng tôi cũng có đến đến thăm, mỗi lần dịp lớn thì được các vị sư, có vị thầy, các vị sư cô gửi thơ tới mời thì chúng tôi cũng tới dự, cũng có giữ một cái sự liên lạc cũng giao hảo tốt đẹp. Bởi vì nói chung thì Phật tử Việt Nam, cái gốc Việt mà ở đây thì cũng không có bao nhiêu hết. Ra ai nhất là chúng tôi ở đây hơn 40 năm rồi thì hầu như là mọi người đều biết, mình tới gặp dịp để mà để chào hỏi. Cũng có ba bốn chùa cũng đủ hệ phái hết, Tịnh độ rồi cũng có, rồi cả cất sĩ cũng có nè. Hệ phái cất sĩ có một cái chùa cũng khá lớn ở tại thành phố này. Thỉnh thoảng thì ngày Hòa thượng Giác Toàn ở tới Việt Nam có qua qua thăm viếng, chúng tôi có tới lễ lại ngài. Chúng tôi cũng có một cái sự liên hệ giao hảo rất thân tình với ngài Hòa thượng Giác Toàn của hệ phái cất sĩ. Mỗi lần về Việt Nam là chúng tôi đều đến lễ lại và viếng thăm ngài hết, ngài mừng lắm. Và cũng có gia hạn như người Campuchia như hồi nãy họ nói cũng có mở cái chùa, rồi người Miến Điện đó họ cũng có cái chùa riêng của họ, rồi người Sri Lanka cũng có, người Lào ngày xưa thì có một sư Lào nhưng mà không hiểu chắc là không thuận duyên, thành ra sư đi về miền 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 Đông nước Úc. Rồi bây giờ cộng đồng người Lào chưa có chùa, đa phần là họ đến sinh hoạt chung với tụi này, với Hội Phật giáo Tây Úc. Bởi vì Hội Phật giáo Tây Úc thì có một số thành Phật tử gốc Thái rất lớn, rất nhiều, để có thể tới sinh hoạt chung với nhau. Và giữa người Lào và người Thái là hình như là có một cái nền văn hóa chung, tiếng cũng có thể nghe được. Như chẳng hạn như chúng tôi thì nói chuyện được bằng tiếng Thái và xã người Thái, nhưng mà người Lào khi họ nói mình cũng thể đoán được chứ không có khó khăn gì. Cũng giống như là mình là người Sài Gòn nhưng mà đi ra cái vùng Quảng Bình, Quảng Trị, nhất là vùng quê nghe, hoặc là Nghệ An rồi đó, nghe thì hơi khó khăn nhưng mà mình nghe riết quen mình cũng có thể đoán được, đoán được là các vị đã dùng những nói như thế nào. Thì cũng tương tự như vậy, khi chúng tôi nói chuyện với người Lào cũng vui lắm. Có lần đó cũng đây cách đây cũng hơn 10 năm, chúng tôi có dịp đi công tác ở bên thủ đô Canberra ở Úc. Nhưng mà hồi xưa chúng tôi có cái quan niệm là đi công tác không ở khách sạn mà chỉ xin ở chùa thôi, tức là ban ngày thì mình đi làm việc cho chính phủ đi họp, nhưng mà tối mình về là mình lo chuyện Phật giáo, đạo Phật của mình ra. Chúng tôi thích gần gũi chư tăng. Lần đó được người giới thiệu là chúng tôi xin phép được lên ở chùa Lào, một cái ngôi chùa Lào ở ở Sydney. Các sư dễ thương lắm, thì mình lên mình chào hỏi rồi nói chuyện, thì các sư hỏi mình bằng tiếng tiếng Lào, mình nghe mình hiểu nhưng mình trả lại bằng tiếng Thái, các sư nghe các sư cũng hiểu. Vui, mở ra kỳ đó là rất là ấn tượng. Sư sư nói bằng tiếng Lào, còn Phật tử thì trả lời bằng tiếng Thái. Nhưng mà cũng thông cảm, có gì chúng tôi thấy đó. Chúng tôi rất thích ở chùa, đi đâu đi nếu mà có được thì thích ở bên chùa, tự nhiên mình có cái không khí ấm áp, có một cái tình cảm trong đó. Còn ở khách sạn chán, đi họp ban ngày tối về nằm một mình trong phòng, bốn chung quanh là bốn vách tường, thấy không có thích. Và nói như vậy thì nói thêm là đi đâu cũng vậy, chúng tôi đi du lịch chẳng hạn như đi Sydney, Melbourne hoặc đi về Việt Nam, chúng tôi không có thích đi thêm xem danh lam thắng cảnh gì hết. Hoặc là có đi Mỹ, hoặc có lần đi Lào, đi Campuchia, chúng ta thích đi chùa. Trước khi đi cái mình lên Google, mình
tìm ra danh sách các địa chỉ các chùa, ghi vào sổ tay, rồi mình tính trước, mình nhìn bản đồ, rồi mình lập cái chương trình đi tới đâu cũng đi tới xem chùa. Mấy đứa nhỏ, hai cô nhỏ nhà nhỏ, nó sợ, nó không dám nói, mà sau này nó nói đi đâu ba má cũng đi chùa. Nhưng mà mình thích bất cứ cái tông phái gì, chúng ta không có phân biệt tông phái gì. Nếu làm sao mình tới chùa mình phải xin phép vào chánh điện mình lễ Phật là tự nhiên thấy ấm áp. Nếu có dịp thì có thể nói chuyện với lại chư tăng ni tại chùa đó, còn không có dịp thì mình chỉ tới mình lễ lại rồi mình đi, rồi thấy cái lòng mình hoan hỷ vô cùng. Và nhiều khi gặp chư tăng ni cũng không có đồng ngôn ngữ, chẳng hạn như người Tàu hay là người Khmer hay là người Sri Lanka, không có nói chuyện được với nhau nhiều, nhưng mà chỉ cần nhìn nhau rồi mình chắp tay mình lại, rồi chư tăng ni chỉ mình đưa ra dấu cho mình ngồi xuống, rồi cho mình uống trà ăn cái bánh, là tự nhiên mình thấy hoan hỷ à, rất là lạ đó. Đó là nói chung về cái tình hình sinh hoạt tổng quát ở ở Perth, ở Tây Úc, mà chắc có lẽ cũng giống với những cái nơi khác thôi. Mà theo chúng tôi nghĩ là có điều quan trọng là ở cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình hướng về chỗ nào thì mình sẽ thấy những cái chỗ đó, những cái gì thuận duyên ở chỗ đó. Chẳng hạn như tâm mình hướng về Phật pháp, mình hướng về hoạt động Phật giáo thì mình đi đâu thế nào chùa. Rồi về Việt Nam cũng phải đi chùa, nhiều khi mình đi xe Honda rồi, và có những cái chùa nhỏ nằm trong đường hẻm rất là khó tìm, nhưng mà mình tới đầu đường mình gặp mấy ông xe ôm hoặc những cái bà bán hàng, mình hỏi người ta chỉ cho mình đi à, thì khó. Và nếu anh chị có đọc những cái nhật ký chúng tôi ghi ra chia sẻ trên mạng thấy à, hầu như là các chùa Nam Tông mà của gốc Việt đó, của người Kinh ở Việt Nam là chúng tôi đều đi hết từ Nam ra Bắc. Chỉ có những sau này những cái chùa mới thành lập, những cái tỉnh thất mới thành lập khoảng coi coi khoảng 10 năm sau này thì là có thể để chúng tôi chưa qua đâu. Cho những cái chùa của người Kinh, chùa Nam Tông của người Kinh mà thành lập 10 năm trước và lâu hơn là chúng tôi đều có ghé qua hết từ Nam ra Bắc. Đó, bây giờ thì trở lại chuyện chia sẻ tiếp, không biết còn nghe được. Vì chúng tôi đang đọc cái cuốn một cái cuốn sách mới của ngài Bhikkhu Anālayo. Nếu các anh chị nào có theo dõi cả năm qua thì biết chúng tôi có thể hai ba năm qua thì chúng tôi cảm thấy hầu hình như là hợp duyên với lại những cái chia sẻ cũng như những cuốn sách của ngài Tỳ Khưu Bodhi và người gốc Mỹ, và Tỳ Khưu Anālayo là người gốc Đức. À, riêng về Tỳ Khưu Bodhi thì chúng tôi có dịch ra cái cuốn Những Lời Phật Dạy và có in ấn tống Việt Nam 2 năm trước, 3 năm trước, từ năm 9, từ năm 16 tới bây giờ. Thì cũng là cái nhân duyên là chúng tôi bí không có biết đề tài nào để chia sẻ trong cái room này. Nhiều khi cũng rất là tri ân sư Trí Đức cũng như chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác ở trong room đã khuyến khích chúng tôi mới đem cái cuốn sách đó ra dịch và chia sẻ, rồi sau đó thì tổng hợp lại, soạn lại thành một cái tập sách khoảng 500 trang Những Lời Phật Dạy. Và như nó đủ đủ duyên thì được in đi in lại nhiều lần, khoảng 5 lần thì phải, ở Việt Nam cũng có mà ở bên Mỹ cũng có, tổng cộng là khoảng 25.000 cuốn ấn tống, không có bán, chỉ ấn tống thôi. Và chúng tôi cũng có chia sẻ phổ biến ở trên mạng dạng PDF, dạng có thể tải về in ra, tự in ra hoặc đọc đọc ở trên đọc thẳng ở trong máy. Thì sau đó thì chúng tôi đọc những cái cuốn sách của ngài Anālayo, mặc dầu mình không có dịch chính xác nhưng mà mình đọc tới đâu thì mình tóm tắt tới đó. Đầu tiên là cuốn về Satipatthana, dựa để trình bày chi tiết cái bài kinh Satipatthana, bài kinh lập niệm. Và về sau này thì được anh Ngân, Nguyễn Văn Ngân ở bên Mỹ, à, bên, xin lỗi, bên Canada, anh có dịch ra và có ấn tống ở Việt Nam. Và trong năm ngoái thì chúng tôi bắt đầu chia sẻ cái cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật Và Cái Chết. Có nhiều người đề nghị chúng tôi in cuốn đó nhưng mà chưa, chúng tôi chưa quyết định bởi vì thấy nó chưa thích hợp, bởi vì
có trích ra nhiều cái đoạn kinh ở trong Hán Tạng mà thấy phải sắp xếp lại. Chúng tôi chưa biết là mình dịch sát hay là mình chỉ soạn dịch thôi. Soạn dịch tức là mình cái ý tưởng ở trong cái cuốn sách đó, nhưng mà mình dịch sơ qua, dịch lược cho theo cái ý của hoặc là và mình sắp xếp lại cái bố cục theo cái ý của mình thì nó soạn dịch. Thì chúng tôi chưa có quyết định. Có thể là chúng tôi đang làm xong nhưng mà chưa có thì giờ xem lại là cái phần chót, cái phần cuối của cái cuốn sách đó là Ngài hướng dẫn hành thiền dựa theo 10 cái đề mục trong cái kinh Girimananda. Chúng tôi thấy rất là thực tiễn, đã nhờ một vài người bạn trong trong nhóm có xem sơ qua rồi, mà chúng tôi cũng chưa có quyết định sẽ in hay không, bởi vì nếu mà in thì cũng tương đối mỏng rồi, không có chỉ khoảng 60-70 trang thì không có nhiều, và thành ra giống như cẩm nang hướng dẫn hành thiền dựa theo cái bài kinh Girimananda, nhưng mà chúng tôi chưa có quyết định. Rồi gần đây thì Ngài Anālayo có xuất bản một cuốn sách nữa, nói về niệm hơi thở. Chúng tôi đang đọc khoảng 24 chương thì phải, đang đọc. Cái lập giọng văn, cái lối viết của Ngài là một cái người, là một cái nhà học giả. Ngài có bằng tiến sĩ, Ngài làm giáo sư Phật học nữa. Nhưng mà Ngài cũng có cái đặc, cái hay là ngoài cái vấn đề pháp, Ngài có giỏi pháp hành, Ngài là thiền sư, hướng dẫn những khóa thiền. Và một cuốn sách này nó có cái điểm đặc biệt là Ngài sau khi mà Ngài tốt nghiệp tiến sĩ ở bên Sri Lanka thì Ngài đi học tiếng Hán, Hán cổ để đọc kinh trong Hán Tạng, kinh A Hàm. Rồi Ngài bắt đầu, khi mà Ngài đã đọc được tiếng Hán rồi thì Ngài bắt đầu được có những cái bài tham luận hoặc là những cái cuốn sách để so sánh kinh Nikaya với lại kinh A Hàm. Thì trong cái đường hướng đó thì trong cái cuốn sách mới nhất của Ngài về quán niệm hơi thở thì cốt lõi thì là Ngài dựa trên những cái bài kinh Nikaya, nhất là cái bài kinh trong Trung Bộ về kinh quán niệm hơi thở và kinh niệm xứ hay kinh lập niệm, kinh thân hành niệm, rồi một số bài kinh khác ở trong Tăng Chi và Tương Ưng liên quan đến quán niệm hơi thở. Rồi cái dựa vào Thanh Tịnh Đạo này, của Ngài Luận Sư Buddha Ghosa, và một vài cái đoạn văn ở trong Phân Tích Đạo của trong Tạng Vi Diệu Pháp này, cũng có khi mà đề cập đến liên quan đến vấn đề quán niệm hơi thở. Và Ngài cũng đồng thời cũng trích ra những cái đoạn kinh, những cái bài kinh tương đương tìm thấy được trong Hán Tạng, trong Tăng Nhất A Hàm, trong Trung A Hàm, trong Trường A Hàm, trong Tạp A Hàm. Thành ra mình thấy có cái nhìn tương đối cân bằng và thông thoáng. Thì chúng tôi đang đọc, cũng có ý định là đọc tới đâu chia sẻ tới đó. Mình thấy có lẽ là trong những cái buổi nói chuyện tiếp theo, trong những cái tuần tiếp theo, thì chúng tôi sẽ dựa theo cái cuốn sách đó mà chia sẻ. Và mình thấy cũng hay, bởi vì cái khuynh hướng trong cái tập sách này của Ngài là Ngài không phải chỉ nói ra vấn đề học thuật thôi, là so sánh kinh điển thôi, hay so sánh. Nhưng mà Ngài, cái hướng của Ngài là làm sao tổng hợp lại để đưa ra một cái phương pháp thực hành quán niệm hơi thở. Cái điều đó là quan trọng. Rồi cuối cùng, trong cái chương cuối cùng của cuốn sách đó, thì sau khi mà đưa ra những cái bài kinh theo những nguồn khác nhau thì Ngài tổng hợp lại. Ngài tổng hợp lại thì Ngài cũng dựa theo cái tinh thần của bài kinh Trung Bộ là có 16 bước để mà quán niệm hơi thở, nhưng mà Ngài trong mỗi bước như vậy thì Ngài tổng hợp những cái thông tin khác nhau, không phải chỉ dựa thuần túy vào trong cái bài kinh của Trung Bộ mà trích ra so sánh từ những cái nguồn khác hoặc là những cái bài kinh khác nữa. Thành ra Ngài khai triển rộng ra 16 bước, thành ra để làm sao chúng ta thực hành 16 bước quán niệm hơi thở mà để phát triển thất giác chi, đó là 7 cái chi phần đưa đến giác ngộ và đến
và bốn cái lĩnh vực cuối cùng thì chúng tôi sẽ trình bày sau. Nhưng mà mình thấy cũng là một cái hình thức mới rất rất là tốt, và Ngài thông thoáng lắm. Ngài nói rằng đây là chỉ là một cái nhìn riêng của Ngài thôi, chứ không phải bắt buộc nó là cái nhìn đúng là ai cũng phải theo. Mỗi người sau khi mà đọc như vậy rồi thì tự áp dụng và tự suy nghĩ, suy ngẫm, rồi tìm những cái đường hướng riêng cho mình, chứ không phải là chỉ có một hướng duy nhất. Ngài nói Ngài rất là thông thoáng. Chúng ta thích cái tinh thần cởi mở và cân bằng thông thoáng của Ngài Analayo. Mà cái quá trình tu học của Ngài cũng vậy. Ngài là người Đức, không biết lý do gì mà Ngài biết đến đạo Phật, nhưng mà khi còn là cư sĩ thì Ngài giữ những khóa thiền của Ngài Ubakhin. Ubakhin xem như là vị thầy của Ngài Golka đó, Ubakhin. Rồi sau khi học xong cử nhân, có bằng cử nhân xong rồi Ngài phát nguyện đi tu. Ngài đi qua Thái Lan đi tu trước ở Thái Lan, cái ý định xuất gia ở Thái Lan với Ngài thiền sư Buddha Dasa, rất là nổi tiếng ở miền Nam Thái Lan. Và qua Ngài thiền sư đó, Ngài học được cái, đầu tiên là Ngài học được cái pháp hành về quán niệm hơi thở. Nhưng mà có lẽ không thuận duyên hay sao đó thì Ngài trở về Đức trở lại. Sau khi trở về Đức một thời gian thì Ngài mới xin liên lạc được với Sri Lanka. Ngài đi qua Sri Lanka, xuất gia ở Kandy. Rồi có sinh hoạt với cái nhóm thiền sinh ở đó. Rồi khi trong một cái buổi nào đó, khi mà sinh hoạt như vậy thì có một trong những vị thiền sinh đó là giáo sư đại học ở Kandy mới đề nghị Ngài đó, tại sao Ngài không có ghi tên học tiến sĩ đi, đồng thời để khai triển cái bài kinh Satipatthana. Thì Ngài thấy ý tưởng đó hay, thì Ngài mới ghi danh xin học chương trình tiến sĩ. Và cuối cùng là sau 3 năm thì Ngài học xong cái chương trình tiến sĩ và viết cái luận án chỉ phân tích tỉ mỉ chi tiết bài kinh Satipatthana thôi, bài kinh lập niệm thành. Và cái luận án đã viết thành cuốn sách rất là nổi tiếng, được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó thì anh Ngân có dịch ra tiếng Việt đó, chúng tôi có chia sẻ trong cái thời gian trước. Rồi khi mà Ngài viết cái chương trình, soạn cái luận án tiến sĩ như vậy thì Ngài học được tiếng Pali thì dĩ nhiên rất giỏi tiếng Pali. Nhưng mà Ngài biết đến có một cái nguồn kinh điển tương đối cũng nguyên thủy khác nữa, tức là cái là nguồn A Hàm Hán Tạng. Mà lúc đó thì Ngài chưa có biết tiếng Hán thì Ngài tự học. Nó công nhận là cái vị này đầu óc rất giỏi. Ngài người Đức mà giảng tiếng Anh, viết sách tiếng Anh, học tiếng Pali, rồi bây giờ tự học tiếng Hán. Sau mấy năm học tiếng Hán thì Ngài bắt đầu đọc được cái bộ A Hàm và bắt đầu viết những bài tham luận. Thì đó là mà Ngài viết rất nhiều, rất là ngạc nhiên. Tôi thấy năm nay thì Ngài khoảng chưa tới 60, giữa 50 với 60 tuổi thôi, chỉ khoảng 55 tuổi thôi. Mà Ngài viết sách khoảng mười mấy đầu sách, 20 đầu sách hơn, nhiều bài tham luận khác này, rất là hăng đọc. Và cái cuốn sách mới nhất của Ngài là về cái quán niệm hơi thở. Và gần đây thì chúng tôi để lại được thông tin là Ngài đang viết một cái cuốn sách khác nữa. Chúng tôi đang đợi, nếu mà có thông tin nào mới thì sẽ chia sẻ. Ngoài cái viết cuốn sách về quán niệm hơi thở này thì Ngài cũng có 6 bài hướng dẫn ghi âm bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng đang nghe mỗi đêm. Thì nếu mà có trong tương lai có dịp thì sẽ chia sẻ thêm những cái cảm nghĩ về những cái lời hướng dẫn đó. Thì đó là nói về Ngài Analayo. Thì cũng xin chia sẻ thêm về cái đời sống cá nhân. Ở đây thì sẵn hôm nay thì hữu duyên hoặc là tùy duyên, không có cái chủ đề nhất định nào hết, mà thấy cũng còn thì giờ thì chúng tôi xin chia sẻ chút xíu về vấn đề này. Là gia đình chúng tôi thì cũng giống như là các gia đình Việt Nam khác đó. Mặc dầu gọi là theo đạo Phật chứ cũng chỉ biết đi chùa thỉnh thoảng những cái ngày lớn, những ngày rằm lớn tới chùa.
Chúng tôi còn nhớ khi còn nhỏ, thì mẹ má tôi thì thường những cái ngày lễ lớn hoặc là ngày 30 Tết thì dẫn anh em chúng tôi, tức là tôi với lại cô em gái tới chùa Xá Lợi. Bởi vì chúng tôi thì ở tám bây giờ gọi Lê Văn Duyệt, rồi tới trường Gia Long, tức là trường bây giờ gọi là trường Minh Khai đó, ở đối diện là chùa Xá Lợi. Không biết ở đây có ai biết chùa Xá Lợi hay không? Tới đó thì chỉ lễ lại Phật rồi đi về, chứ không gì hết. Ở nhà thì bà cụ có một cái bàn thờ, chúng tôi còn nhớ có cái hình ảnh của Phật A Di Đà, kế bên là một cái hình của Phật Quan Thế Âm. Rồi mỗi ngày bà tới đó thay nước rồi bà thắp nhang. Còn từ chúng tôi nghĩ rằng cái thế hệ của mẹ tôi cho tới những cái thế hệ trước nữa là không có cái tục quy y Tam Bảo rồi kinh pháp danh rồi có một cái gì hết. Lúc đó là giáo hội có thành lập hoặc là không có cái chương trình chính thức, vậy là không phải là Phật tử. Hạn như chúng tôi nhớ là bà bày thì bà cố của chúng tôi bên nội là hồi xưa cũng có nhiều đất đã từng hiến cúng để mà xây một cái chùa nhỏ ở ngoài rìa của cái làng Đồng Sơn, bây giờ vẫn còn chùa đó, đất của bà cố hứng cúng. Ra mình nhìn lại như vậy để mình thấy, mà ngay cả chúng tôi sinh hoạt Thái rất gần gũi là người Tàu Campuchia cũng vậy, không có mà đi chùa mà chính thức mà xin làm lễ xin quy y Tam Bảo rồi được pháp danh gì. Cái đó là những cái thông lệ được thành lập sau này thôi, ở Việt Nam có lẽ bắt đầu từ thời cải cách về Phật giáo ở ở ở Trung Hoa trước của Hòa Thượng Hư Vân, nó có một ảnh hưởng tác động đến Việt Nam và bắt đầu từ khoảng thập niên 50 trở về sau, tức là cái thông lệ đó chỉ là khoảng 60 6 70 năm nay thôi. Ở người Thái chẳng hạn như bây giờ chúng tôi biết tại những cái trường trường tiểu học thì có ở gần những cái trường tiểu học như vậy, thì ở gần bên cái chùa, có chùa kế bên gần đó, thì có những cái giờ các thầy cô dẫn các em ở tiểu học đi qua bên những cái chùa như vậy, thì có các sự hướng dẫn tụng kinh rồi đọc những công thức, những câu căn bản để mà xin tam quy ngũ giới vân vân. Chúng ta về, chúng ta thỉnh thoảng đi về Thái Lan chơi thì có dịp cũng gặp như vậy, hoan hỷ lắm. Thấy một các em đi ngồi, các sư đọc, các em đọc theo đó, như vậy là họ thành Phật tử. Nhưng bà xã chúng ta cũng vậy, hỏi bà nói bà đâu có pháp danh gì đâu, bà xã đâu vậy, cũng không có giữ cái lễ quy y chính thức, không có cái điệp quy y giấy tờ chứng nhận gì hết. Còn nhỏ đi chùa được các sư dạy, rồi về sau này thì đi với cha mẹ hoặc là thỉnh sư về nhà làm lễ cầu an này kia, thì các sư tụng trước khi những cái buổi lễ như vậy, thì các sư tụng tam quy ngũ giới, tự đọc theo, đọc bằng tiếng tiếng Pali, giọng Thái, rồi nhận diễn là thấm trong đầu ra. Mình thấy để mình hiểu biết như vậy. Vậy một số anh chị người Việt thì có cái tự nhiên phát tâm muốn theo đạo Phật nhưng mà có mặc cảm, đó là mình chưa có quy y, chưa có pháp danh thì chưa phải là Phật tử. Thật sự là theo cái nhìn của chúng mình thấy, nhìn cho các Phật tử ở Sri Lanka, Miến Điện, ở Thái Lan, cái điều đó không quan trọng, quan trọng là cái tâm của mình. Mình thật lòng, mình thành tâm hướng hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng, gắn giữ năm giới căn bản của người Phật tử cư sĩ, như vậy là mình trở thành Phật tử rồi. Còn có địa dịp để mà mình chính thức có vị sư hay có vị sư cô hướng dẫn được cho cái pháp danh thì càng tốt. Cái đó một cái hiện tượng tâm lý tốt nữa, để giúp cho mình nhớ lại, mình buồn khổ hay là mình chán nản, mình nhớ lại kỷ niệm đó, làm cho mình cái tinh thần mình phấn chấn. Thì đó cũng là một cái điều hay chứ không phải là không đâu. Chúng ta sẽ nhấn mạnh cho đó. Nhưng mà nếu mà mình không có cái dịp như vậy
thì cũng không cần thiết, mình chỉ làm sao mình hướng về Tam Bảo, hoặc mình có cái bàn thờ, hoặc mình tới chùa mình thầm nguyện ở trong lòng một cách thành tâm là mình xin quy y, xin hướng về Phật pháp tăng là nơi nương tựa của mình, và mình cố gắng giữ tâm nguyện, cố gắng gắng thôi chứ chưa chắc gì giữ đúng đâu. Chúng ta là phàm nhân thì mình hướng này, thành thử ở trong cái bài tụng chúng tôi là chúng con xin vâng điều học là cố gắng tránh xa sát cấp tà dâm, nói dối hay là uống rượu, và đó là một điều học để mà mình cố gắng mình tránh xa. Đó, mình cố gắng như vậy chứ không phải làm giữ được tròn đủ đâu. Chỉ khi nào nhập dòng thánh là cái nền đạo đức của mình hoàn toàn trong sạch rồi thì lúc đó là khác. Mình phàm nhân thì mình hiểu như vậy. Đó thì trở về cái vấn đề là trong cái bản thân chúng cũng vậy, cả gia đình cũng như vậy, gọi là Phật tử thật sự ra cũng không có ai mà giữ đi chùa rồi xin, ngay cả ông anh cả, ông anh cả là xưa là đại úy trong quân đội Việt Nam, rồi ông đi Việt vượt biên sang Mỹ, ông mất cách đây 3 năm ở bên Mỹ. Ông nói ngang tàn dân gốc quân đội, nói rất ngang tàn, không có tin ai. Nhưng mà có điều lạ đó là khi mà chúng tôi đi Mỹ cách đây năm vào giữa năm 96 đó, qua bên đó rồi thì muốn đi chùa thì ông dẫn đi, ông biết hết, ông biết hết, ông lái xe đi trước chúng tôi, lái xe một cái chiếc xe khác đi theo, muốn đi chùa nào là ông hướng dẫn đi tới chùa đó. Lúc đó thì làm gì có GPS, chỉ có thêm bản đồ hoặc là đi hỏi đường thôi. Bên Mỹ thì mình đâu biết hỏi ai, nhưng mà nói ra là ông biết trong cái vùng ông ở, ông lái xe đi trước rồi mình chạy thì sao. Nhưng mà tới đó rồi ông không ở, ông lại đi chỗ khác uống, chỉ dẫn mình tới cổng chùa thôi. Chị Nhật Quỳnh có nghe rõ chỗ đó không? Theo dẫn tới cổng chùa thôi. Ông không có thích đi vào chùa. Nhưng mà có điều lạ đó là khi ông mất, người con của ông có kể lại, khi ông mất bên Mỹ thì mấy người con có tới để mà thu xếp quần áo đồ đạc rồi đó. Thì thấy trong cái ngăn, trong cái bóp của ông, cái bóp đựng tiền, cái đựng mấy cái thẻ tín dụng đó, thẻ credit card đó, lại có cái hình của Bồ Tát Quan Thế Âm mà cũ lắm rồi, có lẽ ông đem theo từ hồi ông ở Việt Nam khi còn ở trong quân đội rồi đi vượt biên, ông vẫn giữ cho tới ngày ông chết. Cho nên mình thấy có nhiều người như vậy, cái đó một cái đó làm chúng tôi suy nghĩ, không biết chị Nguyên Tuệ có nghe có hiểu được chỗ này. Tức là có nhiều người mặc dù bên ngoài ra họ nói này nói kia nhưng mà trong tâm họ tin, nhưng mà họ vì một lý do nữa họ không có phát biểu ra ngoài thôi, chứ còn mình nói là họ không tin ai, không tin thánh, không tin Phật cũng không đúng. Do cái nghiệp duyên, nhưng mà cái lòng tin, cái bản chất vẫn vẫn có chứ không phải là không. Đó là xin chia sẻ chút xíu ở chỗ đó. Nếu mình để ý thì mình thấy thành vàng hay là đánh giá người nào hết đó, mà chúng tôi cảm thấy gần gũi với lại cái câu nói của bên Pháp Tông là của ngài Bồ Tát Thường Bất Bất Khinh, cái câu chuyện ở bên Tàu, tức là ngài đi đâu ngài nói là có, ngài không có dám khinh ai hết, thì ai cũng có là cũng là Phật hết. Tức là cái Phật tánh theo chúng tôi hiểu Buddha Nature là cái tiềm năng, mỗi người đều có một cái tiềm năng để mà trở thành giác ngộ, có cái tánh thiện ở trong người chứ không phải không có, nhưng mà có phát huy ra được hay không là do cái sự nỗ lực cũng như cái duyên của mỗi người. Do đó mà cũng có cái câu là hãy buông giao đồ tể là thành Phật rồi, vậy tức là có thể giác ngộ được chứ không phải là nó thành Phật. Theo cái nhìn của Nam Tông là Phật chánh đẳng giác, chữ Phật ở đây tức là chỉ cái tánh giác thôi. Và chúng tôi cũng còn nhớ có một lần đó sư Khánh Hỷ đi qua bên này rồi trong một buổi nói chuyện mà sư nhiều câu lắm, một câu mình nhớ hoài, đại khái là mình nói là mình bây giờ mình biết đạo Phật
mình tới chùa mình dự khóa thiền này đó, đôi khi mình có cái khuynh hướng là tự cao, ngã mạn, mình xem thường người khác, nhưng mà phải canh chừng cái khuynh hướng đó, mình đừng có khinh thường người khác. Bởi vì có những người có thể bây giờ là họ không có để ý tới chùa, không đi chùa, không thích đi trường thiền này những kia, họ chê bai này nọ, nhưng mà có lẽ là cái nghiệp của họ lúc bây giờ là họ họ đang bị khảo đảo hay cái gì đó, họ phải lo lắng những cái chuyện khác, họ không có để ý đến chuyện Phật pháp. Cái đó là cái nghiệp nghiệp của họ. Nhưng mà có khi tới một lúc nào đó đó mà họ trả xong cái nghiệp đó rồi đó, họ thấy được cái ích lợi của họ đến, họ đọc sách rồi họ dự trường thiền, lúc đó họ còn tinh tấn, họ có thể có những kết quả tốt hơn mình, là bởi vì mình tới chùa thường xuyên, mình đâm ra mình thấy dễ vui, riết là mình xem thường, mình xem thường. Rồi còn có những người đó họ thấy cái đó mới, nhiều khi họ tới họ thấy họ hành tinh tấn hơn mình, họ có thể có đạt những kết quả tốt hơn mình. Mà thấy, chúng ta thấy cái điều đó đúng chứ không phải là sai đâu. Qua nhiều năm chúng ta sinh hoạt trong giáo trong hội Phật giáo, chúng ta thấy nhiều khi mình ý là mình là hội viên lâu năm này kia, nhiều khi mình dễ vui, trong khi những người Úc họ tới chùa họ biết họ từ đạo Thiên Chúa, họ xây qua họ thấy được cái hay của đạo Phật rồi, họ chăm chỉ họ học. Bây giờ có nhiều người Úc mà họ tiếng họ tụng qua tiếng Pali, họ rành kinh điển hơn cả bản thân mình đó, mình ngạc nhiên, mình hoan hỷ, mình ngạc nhiên vô cùng. Có những người mà thật sự ra nói đây thì nói cũng vui là có một vài một hai người chúng tôi không muốn nói tên ra, nhưng bây giờ đi tu rồi, mà ngày xưa là đó là những người tới gặp mình, họ hỏi những điểm căn bản về về đạo Phật, những cái vị đó bây giờ mình gặp mình hoan hỷ vô cùng, bởi vì đó là những vị mà ngày xưa có duyên là mình trong những cái bước đầu mình hướng dẫn, mình chỉ cho họ, bây giờ sau đó rồi có lẽ là cái duyên của họ, bây giờ họ quyết tâm học hỏi này kia rồi bỏ, xả bỏ tất cả thành tu sĩ. Mình thấy đó là đừng có đừng có cái thái độ và tự cao, mình phải lúc nào cũng cũng kính trọng, cũng tôn trọng người khác, cái duyên của họ chưa tới thôi. Đó là chia chút xíu ở chỗ đó. Và riêng cái bản thân của cá nhân chúng tôi thì cũng có lẽ cũng do cái duyên thôi. Tức là năm học năm lớp lớp 9, lớp 9, lớp 10 vậy đó. Không không lớp lớp 9, lớp 9. Thì ở ở Sài Gòn á, các cái trường công lập nổi tiếng ở Sài Gòn thì chính phủ có một cái phát động cái phong trào cho các em học sinh đi học võ, để cũng như là phong trào thể dục thể thao như vậy, học thêm một môn môn võ thuật này, dạy miễn phí. Thì mình học trò lúc đó chúng tôi học trường Petrisky, tức là trường Lê Hồng Phong, bây giờ là một trong những cái trường nam trung học nổi tiếng công lập, trường của chính phủ mà nổi tiếng ở Sài Gòn. Thì học những cái em học sinh như vậy ở ở lớp 9 có quyền chọn, mình chọn là học nhu đạo, tức là judo, là taekwondo thái cực đạo, là vô vi nam là võ Việt Nam, hoặc là kido tức là hiệp khí đạo, học chọn một trong bốn cái môn võ đó. Thì không hiểu tại sao lý do gì mà thì có lẽ là chúng ta chọn nhu đạo judo, bởi vì ông anh với thầy ông bố ông ba chúng tôi nói là mày ốm yếu, mày đến đi đánh nên học vô đạo đi, dùng nhu thắng cương. Nhưng mà vô đạo là cái môn mà môn đó là cái môn thể thao tốt nữa, ra chúng tôi ghi danh học học vô đạo, học judo. Và vị thầy vô đạo rồi chúng tôi phải đi xuống võ đường vô đạo Quang Trung, lúc đó mới thành lập ở Đa Cao, ở xế đối diện chùa Ngọc Hoàng bây giờ đó. Bây giờ thì cái chỗ đó thì giờ thành một cái xưởng in gì rồi, chúng tôi chưa có vào thăm trở lại. Nhưng mà ngày xưa đó là cái võ đường nhu đạo Quang Trung của ngài Hòa thượng Thích Tâm Giác. Thì ngài Hòa thượng Thích Tâm Giác là người thành lập chùa với Vĩnh Nghiêm đó, ở ở cầu Công Lý cũ, là bây giờ thì như Nguyễn Gia Văn Trỗi hay cái gì đó, chùa to chùa lớn. Nhưng mà trước đó khi mà trong thập niên 50 thì ngài có đi tu học ở bên Nhật. Ngài là người gốc Bắc nha, gốc Bắc. Đi di cư vào Nam, rồi ngài có được cử đi học tu học ở bên bên Nhật. Nhưng qua bên Nhật thì cái thời tiết lạnh quá thì ngài được các vị thầy bên đó khuyên nên học thêm judo để mà vận động này nọ cho nó ấm.
Thì ngài đi học thêm nhu đạo nữa. Thế ngoài vấn đề Phật học đó, thì ngài có đai đen như là tam đẳng thì phải, tam đẳng cấp 3, đai đen cấp 3 có nhu đạo. À, thì sau khi mà về Việt Nam thì hoằng pháp thì ngài ngoài cái việc phát triển chùa Vĩnh Nghiêm thì ngài có mở cái trung tâm võ thuật Quang Trung ở Đa Cao, thì chúng tôi đi dự cái khóa, những cái khóa nhu đạo của ngài. Thì mỗi ngày, mỗi không phải là một tuần đi tập có 3 lần thôi, đi xe đạp tới đó. Thì mỗi mỗi lần tập như vậy thì trước khi tập thì ngài bắt phải ngồi thiền, ngồi ngồi theo dõi hơi thở 10 phút. Rồi lúc đó ngài khéo lắm, ngài nói các con theo dõi hơi thở để cái tâm an tịnh, bình tĩnh. Thành thử ra cái tâm của con, các con mà an tịnh, bình tĩnh khi mà thi đấu thì mình có thể quật ngã đối phương được. Mình biết được đối phương có cái ý gì, di chuyển như thế nào, là mình dựa vào cái thế đó là mình quật cái ngã. Thành thử ra mình ngồi thiền là để cho cái tâm an tịnh để mà đấu thôi. Chứ không phải là để giác ngộ giải thoát gì hết. Nói mình nhỏ rồi, đâu có biết cái gì. Đó là cái động cơ khuyến khích. Thì mỗi lần hành thiền như vậy thì ngài cầm cái thiền trượng giống cây gậy vậy. Ngài đi tới đi lui đi tới, đôi đứa nào mà gục xuống là ngài quất cho mấy cái xuống lưng, nghe nó bóp bóp chát chát, nghe tiếng nhà thật không có đau, giật mình rồi đó, à, giật mình. À, chúng ta còn vẫn còn nhớ cái hình ảnh đó. Rồi sau cái buổi tập á, thì ngài kể cho một câu chuyện, thường thường là lấy trong cái chuyện tiền thân của Đức Phật kể cho nghe, lồng theo một cái ý nghĩa nào đó để dạy mình ăn ăn hiền ở lành. Bây giờ thì những cái câu chuyện tiền thân nó cũng rất là phổ thông ở trong cái cộng đồng Nam Tông ở Đông Nam Á, thường kể cho các em nghe giống như chuyện, nhưng mà có cái ý nghĩa dạy dạy mình sống đạo đức. Thế nghe mình nghe từ từ cái mình thấm. Rồi sau đó 4 tháng gì đó thì ngài có mở ra cái khóa, một cái buổi quy y tập thể cho những ai muốn trở thành Phật tử. Thì bản thân chúng tôi cũng xin xin ghi đăng ký, lúc đó mình cũng không có nói nhà biết, tự động đăng ký, nộp tấm hình đen trắng 46 cái dán vào thành ra cái điệp quy y. Thì được ngài ở trong cái buổi lễ đó xong được ngài cho pháp danh, rồi chúng ta đem cái điệp đó về khoe với mẹ với má thôi. À, tấm tấm điệp giống như cái chứng chỉ, à, chứng chỉ quy y tam bảo có pháp danh trong đó, đóng dấu ký tên ngài hòa thượng Tam Giác, có tấm hình của mình trong đó. Bà cảm động, chúng ta còn nhớ tới bây giờ. Nhà bà không có nói gì hết, đưa cho bà xem, bà nhìn, bà cầm, bà cuốn lại. Bà cuốn lại xong rồi bà lấy cái sợi dây thun bà cột lại, bà để lên phần bàn Phật. Chúng tôi còn nhớ cái hình ảnh đó. Cũng như là để chứng một trong những đứa con của mình bây giờ thành Phật tử. Rồi bây giờ nhìn lại thì cả gia đình như vậy, coi như có mình tôi thôi, là coi như là có pháp danh, có dự cái buổi lễ đó. Rồi về sau này thì có gặp một vài vị sư khác trong cái tiến trình học hỏi của mình, thì các vị sư khác cũng cho cái pháp danh, tiếng Việt cũng có mà tiếng Pali cũng đó. À, nhưng mà mình chỉ để dành như vậy đó, để giờ làm kỷ niệm thôi, chứ cũng không có muốn dùng làm gì. Còn cái chữ pháp hữu này là tự mình đặt ra thôi. À, pháp hữu là bạn pháp, Dharma friend, đặt ra cho nó dễ đọc, dễ thành cái nick ở trong trong thao thoát vậy thôi. À, là ăn thua là tấm lòng của mình, ý chứ thôi, chúng tôi muốn nói như vậy. Tóm lại là khi mình muốn thành Phật tử là do cái ý nguyện riêng của mình. Ở đây cũng có nhiều người Úc cũng vậy, ngay cả ngài Ajahn Brahm, ngài có kể lại cuộc đời của ngài là khi ngài còn là học trò trung học, một cái buổi nào đó ngài tình cờ vào trong cái thư viện của trường này, ngài mở ra lấy một cuốn sách nói về đạo Phật bằng tiếng Anh, ngài nói ngài đọc xong cuốn sách đó thì ngài cho rằng ngài đã thành Phật tử, ngài cảm thấy rất là hứng khởi, ngài cảm thấy hân hoan hoan hỷ vô cùng, là ngài cảm thấy là từ đó là ngài thành là một Phật tử. Và sau đó là ngài mới tìm hiểu thêm, rồi đi học thiền, rồi mới xin qua Thái Lan đi xuất gia này nọ vân vân. Là mình thấy đó là do cái hạnh nguyện của mỗi cá nhân. À, thì ra trở lại vấn đề chúng tôi muốn nói ở đây trước khi mình sẽ còn có mấy phút đồng hồ nữa thôi, là chúng tôi có cái cơ duyên được biết, được nếm cái mùi, cái hương vị của cái vấn đề quán niệm hơi thở là từ nhỏ.
và thấy nó quan trọng. Về sau này thì mình không có thực hành thường xuyên, nhưng mà mỗi lần mà mình có cái vấn đề gì khó khăn này nọ, mình chỉ ngồi xuống, mình nhắm mắt lại, mình theo hơi thở 5-10 phút, cái tự nhiên thấy cái tâm an tịnh, mình chỉ biết như vậy thôi. Ngay cả về sau khi đi học và đi thi cũng vậy, trước khi khi vào phòng thi chúng tôi cũng nặng ngồi xuống nhắm mắt theo dõi hơi thở 5-10 phút, cái tự nhiên mình vào phòng thi cái mình thấy nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, bình tĩnh, dễ làm bài tập. Rồi về sau này khi mà đi tìm việc làm cũng vậy, một đội mà người ta gọi vào phỏng vấn, đi chỗ này hoặc là lại xin chỗ này xin kia mà gọi phỏng vấn, mình thấy mình run. Và nhất là sau này nữa phải đứng lên nói chuyện trước đám đông về một cái vấn đề nào đó trình bày, ai mà có nó đã trải qua thì biết đó, mình cảm run ghê lắm, cảm thấy bực và lo sợ đủ thứ. Nhưng mà nếu mình biết được, mình theo dõi hơi thở, mình bỏ buông bỏ tất cả, mình nhắm mắt mình theo dõi hơi thở, chỉ khoảng một chập ra là tự thấy bình tĩnh trở lại, thì đó là cái ích lợi mà tại sao chúng ta vẫn theo dõi theo cái pháp duy nhất mà chúng ta thường hay nói, là mặc dù mấy chục năm rồi mà cũng không đi tới đâu đó, không có thấy cái này thấy cái kia rồi, rồi đạt thần thông này nọ, thấy trí tuệ này trí tuệ kia có vẻ cao siêu lắm. Chỉ làm sao là mình thấy an vui, bình tĩnh, nhẹ nhàng. Rồi đó, cái điều chúng tôi chỉ làm được như đó thôi. Thì bây giờ nhìn đại đồng hồ thì thấy cũng đã hết giờ, thì chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây và hẹn các anh chị vào tuần sau trong cái buổi nói chuyện tùy duyên này. Nếu mà có chi sơ xuất thì chúng tôi cũng xin quý chư Tôn Đức Tăng Ni, quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng để kết thúc chương trình. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng ta xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm để chứng minh cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, cũng như xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các chị khác đã lắng tâm kiên nhẫn theo dõi trong cái buổi nói chuyện suốt 90 phút vừa qua. Và chúng tôi xin chúc tất cả được một ngày an vui và nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.